Nam Thư Phim trân trọng giới thiệu một bộ phim dựa trên câu chuyện có thật được tưởng tượng và truyền miệng lại qua nhiều đời mà không biết bản gốc ra sao. Theo cái miệng mới nhất kể lại, chuyện nói về một cô gái tên là Nam Thị. Kể từ ngày cô được tiến cung vào làm nô tỳ thì cũng là lúc sóng bắt đầu từ gió. Gió bắt đầu từ đâu em cũng không biết nữa. Mày điên hả? Và sau cái tát đó, sóng gió bắt đầu. Xét thấy Nam Thị công dung ngôn hạnh, tài đức vẹn toàn, nay sắc phong làm Nam Phi, ngự tại Nam Cung hầu hạ hoàng thượng. Khâm thử. Tình tứ xong chưa? Trưa nắng mà còn bị hành nữa, thiện tai. Chúc mừng nam em. À lộn, Nam Phi. Tao sẽ đánh nè. Ngươi tỉnh chưa? Cung nữ mới vào cung mà đặt mơ mộng là quý phi. Thì sao chứ? Ta nhất định sẽ trở thành quý phi. Ngươi mà làm quý phi, ta nói cho ngươi biết, làm quý phi được hoàng thượng sủng ái thì không nói làm gì. Nếu mà không được hoàng thượng sủng ái, ngươi sẽ bị đày vào lãnh cung. Ở đây vui lắm. Ghê quá, người đó là ai vậy? Thùng phi. Thùng phi? Thùng phi. Hèn chi ốm o gầy mòn quá. Mà Thùng phi là ai? Thùng phi là người đã từng được tiên đế sủng ái, nhưng cũng một tài của thái hậu đã đưa bà ta vào trong lãnh cung, cho nên suốt ngày bà ta chỉ lẩm bẩm đúng có một câu. Ở đây vui lắm. Chưa kể bên cạnh hoàng thượng lúc nào cũng có ba bà phi. Tây phi. Yeah. Ta nghe nói người trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Vậy cho ta hỏi một câu. Cái gì mà ta không biết, muốn hỏi vậy thì hỏi lẹ đi. Một ký bông gòn với một ký sắt, cái nào nặng hơn? Trời ơi, cái đó ai mà không biết. Tất nhiên là một ký sắt nó nặng hơn rồi, đừng ngu. Bởi vậy nhà ngươi suốt đời chỉ có làm thái giám mà thôi. Á hi 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 ha ha. Là gì đó? Dạ con đang ấy mà. Hỏi sao không trả lời? Con đang làm ấy. Làm gì? Làm gì mà la dữ vậy? Ta đâu phải là ma đâu. Ngủ ngon. Tên nô tài to gan, tại sao dám làm bể chai nước hoa ở tay vực người ta tiến cống cho ta? Ngươi biết nguồn gốc xuất xứ chai nước hoa này không? Đây là của một bác tiều phu, chiết xuất từ cây bạch đàn của Tây Vực. 7-7-49 ngày luyện ra được một thứ nước, người ta đem bỏ vô tiệm nước hoa mua một chai nước hoa tại Tây Vực để tiến cống cho ta. Chai nước hoa này để đến được tay ta sẽ đi 8 rừng 7 suối, 9 sông 10 đèo mới được. Nói nhiều quá, phim này của tôi mà. Ba bà phi lúc nào cũng tranh ngôi hoàng hậu, ngươi hả? Không có cửa đâu. Nhưng không, ta quyết tâm rồi. Ta nhất định sẽ trở thành quý phi. Tỉnh chưa? Chưa. Tỉnh chưa? Chưa. Nào, Đông phi từ nô tỳ có thể trở thành quý phi, mà tại sao ta thì không? Ồ he, ngươi nói ta mới nhớ. Nếu vậy
ta cũng có cơ hội được gần gũi với hoàng thượng. Rồi ta cũng sẽ trở thành quý phi. Tỉnh chưa? Chưa. Tỉnh chưa? Chưa. Đâu? Nội soi công công à? Khoan, ngươi mới kêu cái gì vậy? Nội soi công công. Ta là soi công công. Soi công công. Ngươi là soi công công, nhưng ngươi làm việc trong nội cung, tất cả những cái tin tức gì ở trong cái nội cung này ngươi đều soi la hết, nên ngươi chính là nội soi công công. Chị Lý hay. Nội soi công công, ngươi giúp ta đi, ta trở thành quý phi rồi, lúc đó ngươi tha hồ mà ăn trai. Bằng cách nào? Bằng cách... của hoàng thượng. Trang giấy trắng à? Anh nhớ lúc mới biết yêu lần đầu, tình ta trong xanh như trang giấy trắng. Sam, có cái chữ nào đâu mà đọc? Thì trang giấy trắng mà. Thì trang giấy trắng. Ủa vậy bày ra làm gì? Tạo nét thôi. Tập trung nhìn ta. Hoàng thượng sẽ thức dậy vào canh 3, đi ăn sáng vào canh 4, dạo ngự hoa viên vào canh 5. Canh Khoan. Hoàng thượng sẽ đi dạo ở ngự hoa viên vào canh 5. Canh 5. Canh 5. Canh 5. Canh năm. Canh năm. Canh năm là mấy giờ? Như cái chậu mà tưởng đâu bông hậu quốc gia, cái mặt thiêu như nồi canh mà tưởng bức tranh mới họa. Thân làm cung nữ mà không biết giữ thân phận của mình, tội thứ nhất làm thất thoát của công, tội thứ hai đã không được đẹp mà còn dè dãn hoàng thượng. Bay đâu, xử lăng trì. Thiện tai. Thái hậu tha tội, thái hậu tha tội, thái hậu tha tội. Thôi, cũng là lần đầu phạm lỗi, ta giảm nhẹ cho. Lăng kim. Cái đó chỉ có mặt rỗ như anh Đức mới làm thôi mà. Lăng bằng kim chích heo. Đau quá. Thái hậu ra tay hết sức là tàn độc mà. Bà đã cho người lăng kim ta. Ta thề, nếu một ngày trở thành hoàng hậu thì ta sẽ lăng một bà. Thua keo này, mình phải bày keo khác. Hoàng thượng là một người rất thích văn chương thi phú. Ta đã chuẩn bị cho ngươi học để mà đối thơ với hoàng. Đối thơ? Đối thơ. Đối thơ. Đối thơ. Đối thơ. Mày hỏi đối thơ là gì, tao tát một cái trong mặt mày giờ tin không? Hôm nay phong cảnh hữu tình, có hoa, có gái. Hả? Hoàng thượng có các mỹ nhân. Dạ. Vậy tại sao chúng ta không cùng ngâm thơ đối ẩm? Ý hay đó Hoàng Nhi. Hoàng thượng anh minh.
hay là bây giờ Hoàng Nhi đối thơ Lục Bát, Hoàng Nhi sẽ ra câu đề 6 chữ, các quý phi lần lượt đối lại câu 8 chữ, miễn hợp lý là được. Ý hay đó Bảo Hậu. Thái Hậu anh minh. Tuy nhiên, nếu ai làm được sẽ được trọng thưởng, còn nếu không sẽ bị đày vào lãnh cung. Ở đây vui lắm. Được. Bây giờ trẫm sẽ ra vế trước, các nàng đổi lại nha. Dạ. Buổi trưa bỗng có trăng tròn. Thôi. Buổi trưa bỗng có trăng tròn, bánh bèo thì phải ăn kèm nước tương. Hay quá trời luôn. Dạ. Bác Phi giỏi quá. Công nhận thơ của Bác Phi dần ghê. Cảm ơn Thái Hậu. Chém đầu. Hiện tai. Bình thường. Mẫu hậu giỡn mà. Thái Hậu giỡn vui. Mời Tây Phi. Thần thiếp vốn tính vụng về, đâu nào có biết chỉ là làm thơ. Ngay cả khi ở trong mơ, thiếp cũng chẳng biết làm thơ là gì ai. Miệng thì nói chẳng biết gì, lời lẽ thì có khác gì là thơ. Khá khen cho Tây Phi. Tạ ơn Thái Hậu. Chém đầu. Thần thiếp có biết chi đâu, tự nhiên lôi thiếp ra ngoài chém đầu. Bây giờ mới chém đầu thiệt nè. Hoàng thượng. Mẫu hậu giỡn mà. Thái hậu giỡn dài. Điện tai. Còn Đông Phi. Dạ thưa Thái hậu. Buổi trưa bỗng có trăng tròn. Buổi trưa bỗng có trăng tròn. Buổi trưa bỗng có trăng tròn. Tôi nào có biết chỉ là làm thơ. Buổi trưa bỗng có trăng tròn. Buổi trưa ăn buổi trưa. Buổi trưa bỗng có. Chém đầu Đông Phi vì tội câu giờ. Nhớ chôn xác của Đông Phi cùng với cái đồng hồ để kiếp sau biết quý trọng thời gian hơn. Hoài thượng. Mẫu hậu giỡn mà. Thái hậu giỡn ngay. Những lời của ta nói ra qua miệng của Hoàng Nhi đều là nói giờ. Để ta đối. Buổi trưa bỗng thấy trăng tròn. Buổi trưa mà thấy trăng tròn khùng ghê. Hay quá. Quả thật là văn thơ của Thái Hậu rất là hay. Dạ. Tinh tế, sắc sảo, trong nhu có cương, dạ. Trong nhương có. Để cho Đông Phi nói. Trong nhu có cương, trong nhương có gì? Dạ. Thái Hậu. Có gì? Dạ có. Buổi trưa bỗng thấy trăng tròn. Người ngu mở miệng không còn cái răng. Hay lắm. Hoàng thượng quá khen. Khá khen cho kiếp nô tỳ. Biết đâu sẽ được làm phi sau này. Làm cái gì vậy? Bỏ cái tay ra. Hả? Ai ra tay tàn độc với nhà ngươi như vậy? Thái hậu. Ta thề ta sẽ lăng buộc bà. Tới nước này, đây sẽ là cơ hội cuối cùng dành cho ngươi. Tối nay Hoàng thượng và Đông Phi sẽ cùng nhau thưởng rượu đối ẩm. Thưởng rượu đối ẩm. Đã đến lúc phải xài tới tuyệt chiêu cuối rồi. Nước hoa cham, tinh dầu châu Âu, thơm lâu tuyệt đỉnh. Quảng cáo lộ liễu. Vô. Mời Hoàng thượng. Mời Đông Phi. Rượu ngon. À, Đông Phi. Dạ. Hình như nàng xỉn rồi à. Hoàng thượng, người xem thường tủ lượng của thần thiếp quá. Yếu mà mày đặt.
Thôi mà, đừng có khóc nữa. Trẫm không thích nhìn phụ nữ khóc. Em qua thật sự trẫm làm gì trẫm không nhớ. Hoàng thượng, người không nhớ gì cả. Hoàng thượng, người làm cho đã rồi người không nhớ gì cả. Đồ tôi. Thôi. Nên thường đừng khóc nữa. Người phải làm chủ cho nô tỳ. Được rồi. Ta không ngờ nàng có một mùi thơm tuyệt đỉnh. Ôi ta là nịnh. Nhưng mà ta hứa, ta sẽ không phụ lòng nàng. Ta sẽ phong cho nàng làm quý phi. Giữ tay em đừng vội vàng rời, vì lòng này chẳng muốn cách xa. Giữ mây ngàn linh huyền thề mãi mãi có đôi. Nam Phi. Nam Phi, đang làm gì vậy? Hoàng thượng. Nam Phi, vuốt mặt thì cũng phải nể mũi. Đừng tưởng quả đen một bước lên làm phượng hoàng thì muốn tung cánh lúc nào thì tung. Xin Thái hậu và Hoàng thượng làm chủ cho thần thiếp. Khởi bẩm Thái hậu, khởi bẩm Hoàng thượng. Thực ra Nam Phi chỉ làm những điều mà Bắc Phi đã từng hứa với Nam Phi mà thôi. Hứa? Muốn làm phi lắm rồi đúng không? Dạ, ai cũng có một ước mơ. Ta ban cho ngươi một cái tán để ngươi tỉnh ra. Ngươi nhìn ta với ánh mắt đầy căm phẫn. Muốn tán lại ta lắm chứ gì. Tán đi. Chừng nào ngang hàng với ta, ta đưa mặt lại cho nhà ngươi tán. Đúng, nói lời phải giữ lấy lời. Đừng như con bướm đậu rồi lại bay. Đừng tùy tiện hứa với ai, không khéo lại nhận bạc tai đáng đời. Tiện tai. Thái hậu anh minh. Thái hậu, Hoàng thượng. Thôi đủ rồi. Các phi tần của trẫm, đông, tây, nam, bắc, trẫm hy vọng các nàng luôn yêu thương và hòa thuận với nhau. Như vậy trẫm mới an lòng. Dạ. Nam Phi, hôm nay người thật là khéo léo. Thái hậu và Hoàng thượng vẻ mặt rất là hài lòng về người. Còn những bà Phi kia, cái mặt đó thì sương như những trái sầu riêng chưa chín vậy đó. Đúng là như vậy. Khôn thì phải khéo, treo thì phải chống, mà nóng thì phải đi tắm. Hả? Nam Phi, thật ra dừng ở hai câu đầu là vui rồi. Vui thôi, đừng vui quá. Mà Nam Phi, nô tài vẫn còn một thắc mắc. Là đêm hôm đó làm cách nào người có thể quyến rũ được Hoàng thượng? Quyến rũ Hoàng thượng à? Gì?
diệu kế, quả là diệu kế. Thuốc đó là thuốc gì mà hay quá vậy? Người có thể cho nô tài xin một ít được không? Để làm gì? Nô tài cũng muốn được trở thành quý phi. Tỉnh chưa? Tỉnh rồi. Vừa lắm. Vậy thì đêm hôm đó hoàng thượng và Nam Phi. À không 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 không. Không. Cơ hội ngàn năm có một như vậy mà tại sao lại không? Không thể cưỡng lại. Nhưng mà còn thái hậu, người khó như vậy, không lẽ dễ dàng chấp nhận vậy sao? Như các ngươi cũng đã biết, thái hậu là một người hết sức là khó tính. Nhưng không sao, trong cái khó nó ló ra cái khôn, trong cái khôn nó lòi ra cái khó. Lại vui quá rồi. Thái hậu thì sẽ có kế thâm hậu. Không được. Hoàng Nhi, chẳng lẽ Hoàng Nhi đã quên chuyện của Đông Phi ngày trước sao? Bây giờ Hoàng Nhi lại muốn lập một ả nô tỳ rửa chân lên làm phi. Chẳng lẽ Hoàng Nhi muốn chuyện một ả nô tỳ rửa chân cũng có thể làm phi bất cứ lúc nào lại trở thành truyền thống của hậu cung ta? Dạ bẩm mẫu hậu, Hoàng Nhi không dám. Nhưng lần này thì khác, cô ta đã có công cứu giá Hoàng Nhi. Cứu giá? Dạ phải. Câu chuyện là như thế này. Dầm buổi sáng không trăng không sao, Hoàng Nhi đi dạo vườn trúc thì bỗng đột nhiên có trái dừa rơi xuống. Vô lý. Vườn trúc mà lại có trái dừa? Hoàng Nhi nhầm, trái thị. Vậy mới đúng chứ. Đúng lúc đó Nam thị đã xả thân cứu Hoàng Nhi, và Hoàng Nhi đã hứa sẽ lập Nam thị làm phi. Chỉ với một hành động nhỏ nhoi cũng có thể đòi làm phi tần, quá đáng. Mẫu hậu à, mẫu hậu đã từng dạy Hoàng Nhi: cứu vật, vật trả ơn; cứu nhân, nhân trả quán. Cứu nhân, nhân trả quán. Vậy thì ả có công cứu hoàng thượng, hoàng thượng phải chém đầu ả mới phải chứ. Tiện tay. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Ta thì thích ăn cháo đá bá. Uống nước nhớ nguồn. Qua cầu thì phải rút gián. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Câu nói vừa rồi ăn nhập gì với câu chuyện chúng ta đang bàn? Ý của Hoàng Nhi là khi Hoàng Nhi bỏ công mài sắt thì mẫu hậu sẽ thành kim. Hoàng Nhi. Hoàng Nhi lại nhầm. Và bẩm mẫu hậu, người không để ý hay sao? Đông Phi, Tây Phi và Bắc Phi đã được trẫm thị tẩm mỗi đêm, nhưng tới thời điểm này vẫn chưa có thái tử. Hay là nhân cơ hội này, trước giờ ta cứ thắc mắc tại sao Đông Phi, Tây Phi và Bắc Phi đều được hoàng thượng thị tẩm thường xuyên lại không mang long thai? Thì ra là do cơ địa. Được lắm, lần này là vì cơ đồ ta mới chấp nhận ả hồ đồ này. Nhưng nếu ả không mang được long thai, tức là phụ lại trách nhiệm hoàng thượng đã giao cho, lúc đó ả phải bị giam vào lãnh cung. Tiện tay. Tạ ơn mẫu hậu. Tạ ơn thái hậu. Đó là cách mà ta đã vượt qua được ải của thái hậu. Nam Phi hay quá. Nô tỳ còn có một câu hỏi, nhưng mà Nam Phi đừng có trách tội nô tỳ, nô tỳ mới dám hỏi. Tò mò cũng là một cách gây nghiệp, biết càng nhiều thì nghiệp càng nặng, hiểu chưa? Nô tỳ biết lỗi. Hỏi đi. Hả? Nam Phi cho phép rồi, hỏi đi, hỏi đi. Nhiều chuyện cũng là nghiệp, hiểu chưa? Nô tài biết lỗi. Hỏi đi. Nô tỳ không có dám hỏi. Ta đang có hứng. Vậy thì trong lễ sắc phong, tại sao người lại ra tay động thủ với Bắc Phi? Có phải Nam Phi và Bắc Phi có hiềm khích với nhau không? Hỏi hay, hỏi hay. Bắc Phi à, Bắc Phi là cả một câu chuyện dài. Đây có phải là lý do mà câu chuyện nó dài hơn không? Nam Phi. Nam Phi. Nam Phi. Chuyện sao? Chuyện là như thế này. Nô tỳ tham kiến Bắc Phi. Cung nữ mới nhập cung đây sao? Dạ. Nhà ngươi biết làm những gì? À, nô tỳ biết làm rất là nhiều việc. Nô tỳ biết rửa chén, giặt đồ, lau nhà, quét nhà và cả làm vú nữa. Làm vú? Làm vú. Là À không, là làm vú em à. Trong nhà ngươi cũng lanh lợi. Được. Việc ở Bắc cung này thì không nhiều, nhưng nội quy thì chỉ có một. Tưởng gì, nếu chỉ có một thì nô tỳ làm được. Một sớ.
Phi, xin người giữ tự trọng. Ngươi mới tự trọng đó. Làm thân nô tì mà đi nhìn lén hoàng thượng. Nô tì là phải biết giữ thân giữ phận. Rõ chưa? Ngày mai là ngày rằm, Thái hậu sẽ ăn chay. Nhớ nhắc ta làm món chay dâng lên cho Thái hậu. Dạ, bác Phi yên tâm, nô tì sẽ đem tận tay tới cung Thái hậu. Nhưng nhớ, cấm ăn vụng. Ghim vô não ta luôn đi. Nô tì xin lỗi, nô tì xin lỗi. Nhưng đẹp đó. Đa tạ bác Phi. Mau! Nô tì có lỗi, nô tì có lỗi, nô tì có lỗi, nô tì có lỗi. Nô tì tham kiến Thái hậu. Kính thưa Thái hậu, đây là món chay mà Thái hậu vô cùng yêu thích. Chúc Thái hậu ngon miệng. Đồ chay à? Dạ. Đây là đồ chay? Dạ. Đồ chay mà lại có thứ này? Dạ, có lẽ do nô tì bất cẩn đi ngang giường thượng uyển nên hoa đã rơi vào. Làm hoa rơi vào? Cái nắp vô dụng hả? Bất cẩn. Vậy thì còn cái này? Dạ, có lẽ do từ trên đầu của nô tì rơi xuống hả? Từ trên rơi xuống? Vậy thì còn cái này? Từ dưới rơi lên nè. Nô tì không biết. Nô tì có lỗi. Nô tì có lỗi. Thái hậu tha tội. Ta chỉ thắc mắc, tại sao thứ này lại có thể rơi vào thố? Thái hậu tha tội, nô tì không biết gì hết. Thái hậu tha tội. Ta không hiểu, một cái thố nhỏ nhoi lại chứa nhiều thứ quái lạ như vậy. Cái thố thần kỳ à. Nô tì không biết gì hết. Con gan! Ngươi dám sỉ nhục công sức tu hành của ta? Dạ không có. Không phải, tất cả là tại vì Bắc Phi sai nô tì đem đồ tới đây. Bắc Phi? Thần thiếp tham kiến Thái hậu. Nhanh vậy sao? Thái hậu cho truyền, thần thiếp không dám chậm trễ. Mời Bắc Phi xử lý. Bắc Phi? Nô tì to gan, dám hãm hại bổn cung. Không có. Xin Thái hậu minh giám. Thân làm nô tì mà không phân biệt được đâu là đồ chay, đâu là đồ mặn. Chém đầu! Nhớ chôn xác quả chung với rau củ và tàu hũ để kiếp sau biết ăn chay là gì. Thiện tai! Thái hậu tha tội, nô tì không biết gì hết. Thái hậu tha tội. Kính xin Thái hậu cho thần thiếp xử lý nô tì của mình. Hôm nay là ngày rằm, ta không muốn tay ta nhuốm máu. Nhớ phải xử lý cho ra máu mới được. Thiện tai! Không phải như vậy. Thái hậu, không phải là nô tì. Nô tì, đúng rồi, Đông Phi, đúng rồi Đông Phi. Tất cả là tại Đông Phi. Đông Phi! Tỷ tỷ, nghe nô tì của muội thọt lại rằng tỷ tỷ hãm hại nó, cho nên muội mạo phạm mời tỷ đến đây để ba mặt một lời. Bắc Phi nói chuyện thật là mắc cười. Người ta thường nói một vốn bốn lời, chứ ai nói ba mặt một lời? Ba mặt thì phải ba lời chứ. Muội quên, xin lỗi tỷ tỷ. Tí còn gì để chối không? À không, tí còn gì để nói không? Cả ngày hôm nay ta cùng nô tỳ của ta chăm sóc cho vườn hoa, đâu có thấy ai đâu mà hãm với hại. Đông Phi, người nói gì vậy? Chính người làm rớt râm, rớt bông tai, nô tỳ là người lụm cho người mà. Lượm là lượm làm sao? Lượm là lượm thế nào? Hả? Đồng Phi, người hãy nói giùm nô tì một tiếng. Người hãy nói giùm nô tì một tiếng. Sao người có thể trám trở tới mức độ như vậy? Nô tì hỗn lâu. Ta quên, đây là nô tì của Bắc Muội, thì phải để Bắc Muội dạy dỗ. Dạ. Con nô tì hỗn lâu, tại sao dám đắc tội với Đồng Phi? Nhà ngươi không biết Đồng Phi là người nhỏ nhen ích kỷ nhất cái hoàng cung này hay sao? Bắc Phi, cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình. Ta muốn muội phải trả lại sự trong sạch cho ta. Dạ.
còn không mau xin lỗi Đông Phi. Nhưng mà cùng là phận nô tỳ với nhau, có thể Đông Phi thông cảm mà giảm nhẹ tội cho nhà ngươi. Bác Phi, xin lỗi Đông Phi. À, xin lỗi Đông Phi, xin lỗi đây này. À, xin lỗi Đông Phi. Đừng đánh tôi nữa. Xin lỗi Đông Phi. Xin lỗi Đông Phi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Đông Phi, bác muội. Thôi được rồi, coi như ta bỏ qua chuyện này. Còn không mau đa tạ Đông Phi. Tạ ơn Đông Phi, tạ ơn Đông Phi, tạ ơn Đông Phi. Ta hồi cung đây. Đông Phi hồi cung. Bác Phi à, không phải như vậy, nhưng mà... Nhưng mà... Kiếm chuyện chứ ai không kiếm chuyện. Kiếm chuyện với con Đông Phi. Nhà ngươi biết Đông Phi ngày xưa là nô tỳ rửa chân. Ta không bao giờ muốn đặt chân vào thẩm cung của ta. Ngồi lên chỗ của ta đi, trên sàn nhà của ta. Lao dọn hết tất cả những gì Đông Phi chạm vào cho ta. Nam Phi tham kiến hoàng thượng. Tham kiến Nam Phi. Miễn lễ. Hả? Trời! Mặt nạ. Rồi đâu là mặt thật? Rồi muốn ngồi đây luôn hay sao? Dạ, nô tỳ có lỗi, nô tỳ có lỗi. Muốn làm phi lắm rồi đúng không? Dạ, ai cũng có một ước mơ. Ta ban cho ngươi một cái tán để ngươi tỉnh ra. Ngươi nhìn ta với ánh mắt đầy căm phẫn. Muốn tán lại ta lắm chứ gì. Tán đi, tán đi. Chừng nào ngang hàng với ta, ta đưa mặt lại cho nhà ngươi tán. Mấy hôm nay hoàng thượng lo việc triều chính nên sức khỏe có phần sa sút. Ngày mai chính tay ta sẽ nấu món ăn để dâng lên cho hoàng thượng, và ngươi sẽ là người đem qua. Nhưng nhớ, nếu làm hỏng chuyện thì đừng trách sao nước biển lại mặn. Ủa sao nó mặn vậy quý phi? Vì nó có muối. Dạ dạ dạ. Để xem ai cứu được ngươi. Đừng mà, đừng mà, đừng mà. À, đi. Đừng mà, đừng mà bắt phi, nô tỳ xin người mà. Biến khỏi đây. Ta không bao giờ có cẩu nô tỳ như nhà ngươi. Cấm nhà ngươi không được bước chân vào Bắc cung nửa bước. Đi! Đừng mà bác Phi! Bác Phi! Bác Phi không! Bác Phi! Bác Phi! Đừng mà bác Phi! Đừng mà tha cho nô tỳ! Bác Phi! Bác Phi! Đó là lý do ta phải trở thành quý phi, để cho họ thấy tạo nghiệp thì phải trả nghiệp. Lại tạo nghiệp nữa rồi.
Tại sao ngươi khóc? Ta lỡ tay làm bể bình hoa của Quý Phi. Quý Phi trách tội ta. Bây giờ mama phải đưa ta ra khỏi cung. Ta sợ lắm. Có lẽ đây là lần cuối ta gặp ngươi. Thôi, ngươi đừng có sợ nữa. Ta có mảnh ngọc bội này cho ngươi nè. Đây là quà may mắn của ta đó. Ta tặng ngươi, nó sẽ bảo vệ ngươi. Thôi, ta không dám nhận đồ quý đâu. Lỡ mama mà biết á, mama lại nghĩ ta đi ăn cắp đồ của hoàng cung. Thì ngươi giấu đi, đừng cho mama biết. Cầm lấy. Ta tạ. Giờ ta phải đi rồi. Không biết chừng nào ta mới gặp lại ngươi. Bảo trọng. Tiểu nô tì. Bảo trọng. Tình yêu của đôi ta sẽ mãi không bao giờ phai. Vì nơi trái tim em ngàn đời chẳng đổi thay. Và chân trời đó anh xin mãi đi bên người ngàn kiếp đôi ta không phải mờ lờ. Nam Phi, nhanh lên. Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy? Trịnh Công Công đã về. Trịnh Công Công? Ừ. Trịnh Công Công là ai? Nhanh lên Nam Phi, nhanh lên. Mình trễ rồi, Trịnh Công Công sẽ bắt phạt mình đó. Trịnh Công Công là ai? Mà sao nhắc tới người đó thì ngươi có vẻ hốt hoảng vậy, lo lắng tới như vậy? Người không biết thôi, Trịnh Công Công trong chốn hậu cung này có thế lực rất lớn. Ông ta dưới một người mà trên vạn người đó. Dưới một người, trên vạn người, ta chưa hiểu. Trịnh Công Công là người đã đưa Thái Hậu lên ngôi và giữ vững cho tới thời điểm này. Khoan đã, trễ thì cũng đã trễ rồi. Mình sẽ bị bắt phạt đó. Sao Công Công, ta muốn ngươi giúp ta chuẩn bị một thứ. Nam Phi tham kiến Trịnh Công Công. Tham kiến ba vị tỷ tỷ. Mới lên làm phi thôi mà đã như vậy rồi. Mà lý do Nam Phi đi trễ lại liên quan tới Trịnh Công Công. Tại sao lại liên quan tới ta? Ta ép nhà ngươi đi trễ hay ta chói tay chói chân nhà ngươi? Trịnh Công Công bớt giận. Chuyện là lần đầu tiên được diện kiến Trịnh Công Công, Nam Phi muốn chuẩn bị cho thật là chu đáo, nên có một chút quà mọn mong Trịnh Công Công nhận cho. Ngươi muốn hối lộ ta hả? Đó, các ngươi thấy chưa? Mới vào cung thôi mà đã biết hối lộ ta rồi đó. Rẻ tiền. Phi tần mới vào cung chưa hiểu phép tắc, không biết Trịnh Công Công đây là người công chính vô liêm sỉ. Gì? Hả? À không, công chính liêm minh hay sao mà còn hối lộ? Đã không có phép tắc mà còn dùng những chiêu trò rẻ tiền. Nói gì đi. Nói rồi. Mong các vị tỷ tỷ bớt lời. Nhưng mà ta thích. Trịnh Công Công hay là Nam Phi cài lên tóc cho Trịnh Công Công nha. Găm vào đầu ta đi. Công nhận cây trâm này cài vào đầu của Trịnh Công Công thì nhìn sang trọng hẳn ra. Tất cả là nhờ vào thần thái khí chất của Trịnh Công Công toát lên, nhìn cây trâm thêm vẻ quyền lực. Nam Phi, quả là anh nói khéo léo. Đó, ba Phi, thấy chưa? Mấy người vào cung lâu rồi, vậy mà một hạt cát, hạt bụi cũng không chịu thèm tặng ta. Thôi, chuyện này ta bỏ qua cho Nam Phi đó. Đa tạ Trịnh Công Công. Ta nghe Thái Hậu nói Hoàng thượng lập phi mới.
Cho nên Thái hậu sai ta tới đây để mà truyền lại kinh nghiệm cho các phi. Mới vào cung cho nên chưa nghe về tên tuổi của ta đúng không? Dạ. Trịnh Công Công là tên của ta vào cung rồi, nhưng cái tên chưa nhập cung ta có một tên khác. Là tên gì ạ? Trịnh Đài Loan. 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 Trịnh Công Công. Loan. Loan là... Loan đây không phải là loan sữa mà là loan ton. Đài đây không phải là đài cát, đài sen mà là đơn giản một từ đài thôi. Còn muốn đài đi đâu thì tùy các phi. Đài vào lãnh cung. Còn Thái hậu thì ta không bao giờ bị đài vô lãnh cung. Hôm nay Trịnh Công Công của ta tới đây để mà dạy cho các phi về cách ăn nói, cách kêu tên của một người mà không bị phản cảm. Ta có một người bạn là Công Công, họ Ê. Bác Phi. Dạ. Mời. Dạ. Ê Công Công. Đã. Rớt đầu. Mời Đông Phi. Dạ. Ê Công Công. Đầu rớt. Mời Tây Phi. Ê. Rớt đầu luôn. Mời Nam Phi. Mời Nam Phi. Nam Phi ra mắt Ê Công Công. Rớt đầu là cái chất. Quả là khéo léo. Ta thích Nam Phi rồi đó. Đa tạ Trịnh Công Công. Không có gì. Đó, ba người thấy chưa? Người ta mới vào thôi đó mà đã biết phép tắc như vậy rồi. Vậy rồi. Vậy rồi. Tiếp theo là học cách đi đứng. Bắc Phi. Dạ. Thị phạm cho Nam Phi. Dạ. Là Quý Phi, đi đứng phải nhẹ nhàng khoan thai, nói chuyện trước mặt Thái hậu và Hoàng thượng phải như Nhã Ngọc Phun Châu. Bắc Phi xin mạn phép. Ừ. Đi vậy rồi chừng nào tới? Nhưng Trịnh Công Công nói là phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Ngậm cái gì ở trong miệng nhả ra rồi nói chuyện tiếp. Dạ. Phun vào mặt ta nè. Dạ không dám. Nhưng mà Trịnh Công Công nói là phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên mà. Nhưng mà hơi lố. Ta mạn phép hơi lố. Dạ. Đi đi. Đứng đó làm gì nữa? Dạ. Đó, quá xuất sắc. Nam Phi, thực hành theo đi. Nam Phi, đi bán bánh bột lọc hay sao mà sàng từ đông qua tây vậy? Trịnh Công Công à, Phượng Hoàng vẫn là Phượng Hoàng, le le vẫn là le le, thưa Trịnh Công Công. Thôi, chuyện đi đứng thì cũng phải từ từ mới học được chứ. Dạ đúng ạ. Còn bây giờ ta sẽ dạy cách quyến rũ Hoàng thượng. Dạ. Hãy nhìn ta. Dạ. Hoàng thượng. Hoàng thượng, lại đây với thiếp. Hoàng thượng. Hồ Hoàng thượng đó. Hoàng thượng thích đúng không? Rồi, Hoàng thượng, lại đây với thiếp. Lại đây với thiếp nha. Lại đây với thiếp hả? Lại đây với thiếp nè. Hoàng thượng ơi, Hoàng thượng đâu rồi? Cúp hà. Lạ lùng. Cứ mỗi lần dạy tới cái bài học này, không còn một móng người bên ta. Thiệt là bực bội hà. Hoàng thượng, lại đây với thiếp nè. Hoàng thượng. Tiếp theo là học cách ăn uống.
Con gái là phải ăn coi nồi, ngồi coi hướng. À, coi hướng nào có thức ăn ngon thì ngồi. Bậy. Coi hướng nào có hoàng thượng ngồi thì mình ngồi. Biết đâu hoàng thượng không ăn thức ăn mà hoàng thượng ăn mình. Hả? Hoàng thượng ăn cùng mình. Điều thứ hai, cho dù mình có đói như chó, hả? Sói, thì cũng không được ăn hàm hồ, Tây Phi. Dạ. Thực hành. Tỷ nói cho mùi nghe, mùi mới vào cùng của mình thì nhất nhất mọi chuyện mùi phải nghe theo lời của tỷ. Bởi vì tỷ là người khéo léo nhất trong cái cùng này. Bây giờ trước tiên về cách ăn uống thì mình cầm đũa như thế nào cũng đánh giá được con người của mình đó mùi. Mình phải cầm như thế nào khéo léo. Mình cầm ở đây đó, ngục lắm, coi nè, ngục ghê hôn. Ngục ngu ngục đó. Mình phải cầm ở phía trên này nè mùi, như thế này đó, cầm nó hơi khó, nó giật bẻ cái bàn tay nhưng nó đẹp. Và ăn làm sao để luôn sang trọng, quý phái, không trôi son và luôn nở nụ cười trên môi, để biết đâu khi hoàng thượng dòm thấy mình luôn trong trạng thái đẹp nhất. Nói một hồi nữa là văng cái trái cổ ra ngoài đó. Tỉ thực hành cho mùi xem nha, nở nụ cười trên môi nè. Cầm đũa khéo léo, ăn vô nè. Không có cho nó dính vô, hồi dính vô nó liền có sao. Cười à. Rồi sao mà nhai được hả tỷ tỷ? Cứ cười, cứ nhai. Được thì được, không được thì thôi. Giá hộ, nhìn người ta. Đó, rồi cười tiếp. Nhìn đó về nhà ăn mì gói nhưng mà đẹp. Tỷ tỷ thật là sáng tạo. Ôi trời ơi, cảm ơn Nam Phi. Tỷ cũng thấy tỷ sáng tạo. Nhiều khi tỷ cảm thấy tỷ như nhà bác học vậy đó em. Thôi đi, Nam Phi, người thực hành theo đi. Cố lên bé yêu. À, ngu ngục. À, ngu ngục. À, ngu ngục. Ngu ngục. Ê, đó. Ai chứ? Ngu ngục nha. À, cười. Ê, lem son rồi. Con bé này. À. Nam Phi, người làm như vậy là sao? Trịnh công công à, vừa ăn mà vừa bặm son thì môi không bao giờ bị lem son. Ơ, sáng tạo. Đó cũng là một ý hay. Đa tạ Trịnh công công. Tỷ tỷ, mũi làm được rồi. Chúng ta học tiếp theo là cách trang điểm. Tương lai muốn trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ thì phải biết trang điểm. Đông Phi. Dạ. Thị phạm cho Nam Phi biết đi. Dạ Trịnh công công. Đã là nữ nhân thì việc trang điểm là việc tất yếu. Nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó. Quan thượng thích nhất là kiểu trang điểm nhẹ nhàng, thanh nhã. À, tỷ tỷ à, bình thường ta thấy người ta trang điểm là phải đánh phấn lên trên mặt. Còn tại sao chúng ta đây cũng đánh phấn lên mặt, mà lên mặt bàn là sao hả tỷ tỷ? Đây là theo cách của ta. À, tỷ tỷ, à, mỗi người có một cách trang điểm. Vậy cách trang điểm của Tây Phi là gì? Tây Phi cũng được gọi là kiểu trang điểm sao? Chắc là cơm tấm sườn bì chả. Cơm tấm sườn bì chả? Nhìn cái mặt là biết vô quán kêu cơm tấm sườn bì chả, xin thêm mỡ hành rồi. Ta hiểu ý của Đông Phi rồi. À, vậy thì còn Bắc Phi? Bắc Phi à? Bắc Phi thì trang điểm như cái phường kỹ nữ. Hả? Ta nói gì sai sao? Tỷ thì lúc nào cũng đúng cả. Vậy còn Thái Hậu? Thái Hậu thì sến số. Dạ. Dạ, ý thần thiếp là hoài cổ. Ngươi có tin là ta thọt tới tai Thái Hậu, đầu ngươi rơi xuống đất không? Dạ, thần thiếp không dám. Ta hơi chợ. Ta xong rồi. Tỷ tỷ à, người thật là tài giỏi. Quả là xuất sắc. Cách trang điểm này vừa nhanh, gọn nhưng mà vẫn đẹp và tự nhiên. À, bây giờ tới lượt mùi mũi. Tỷ tỷ. À. Gì vậy? Ta đã xinh đẹp chưa? À, đẹp lắm. Yeah. Tỷ tỷ, tại sao ta cũng làm giống tỷ mà? Chắc là do sai cách rồi, để ta làm lại cho. Đây, đưa mặt vô đây. Mùi phải làm như vậy nè. Đông Phi, người nhẹ tay thôi Đông Phi. Như vậy nè, như vậy nè. Đông Phi. Hả?
Nam Phi vừa mới được sắc phong, chắc hẳn còn nhiều thiếu sót. Mong các nàng quý phi giúp đỡ cho nàng ấy. Dạ. Hoàng Nhi, dù gì Nam Phi cũng xuất thân là nô tỳ, đã thuộc nhiều quy tắc trong cung. Nay lên làm phi, chỉ cần khôn khéo thêm một chút là được. Dạ đúng thưa Thái Hậu, Nam Phi đó là phải khôn như Tây Phi để biết chứ. Dạ phải khéo như ta. Dạ phải ăn nhiều nước tương như ta. Hả? À không, phải hiền như ta. Dạ, đa tạ Thái Hậu và Hoàng Thượng đã chỉ dạy. Rất mong ba vị tỷ tỷ ở đây sẽ chỉ dạy thêm cho muội muội. Sẵn sàng. Hôm nay là một ngày rất vui với Nam Phi, nên Nam Phi có một số món quà muốn tặng cho Thái Hậu, Hoàng Thượng và ba vị quý phi ở đây. Có quà, có quà. Tây Phi, kìm bớt cái nết mình lại. Đầu tiên là Bắc Phi. Được biết Bắc Phi là người chuyên chăm ẩm thực, nên hôm nay muội muội muốn dâng tới Bắc Phi một món ăn được gọi là đặc sản quê nhà gửi đến cho Bắc Phi. Khi trời vào hè, ở trên một ngọn núi cao cao, xa xa, có một cái hồ nước to to, rộng rộng, lạnh lạnh, sâu sâu, mọc lên một bông hoa, hồng hồng, thơm thơm. Nói tới đây chắc chắn mọi người sẽ nghĩ là hoa hồng đúng không? Đúng vậy. Không, nó là hoa sen. Hoa sen một mình hương mình, giống như là phượng hoàng tung cánh. Hột của hoa sen được chưng với yến. Yến được lấy từ các vách đá giữa đại dương, nên món ăn này có tên là phượng hoàng lọt hột giữa đại dương. Hả? Hay! Hay! Trầm thích cái từ lọt hột. Đa tạ Hoàng Thượng. Anh lọt hột cái hột của Nguyên. Tây Phi, chữ nghĩa thì nhiều mà ý nghĩa thì được bao nhiêu? Dạ, xin mời Bắc Phi ạ. À, phượng hoàng lọt hột giữa đại dương. Chỉ có một hột? Dạ đúng ạ. Rồi còn nước yến đâu? Đã thấm thấu hết vào trong hột sen rồi ạ. À. Wow! Vậy cái tên dân dạ của nó là gì? Tên dân dạ của nó là sen chân yến hết. Ôi trời ơi, sen chân yến. Cái này tôi biết nè. Thưa Hoàng Thượng, thưa Thái Hậu, cái này thử biết. Ai dư quê thường nhiều lắm. Xin phép Thái Hậu, xin phép Hoàng Thượng. Xin Thái Hậu tha lỗi. Bắc Phi, thân làm quý phi mà ăn uống không ý tứ chút nào. Ha? Quả thật, nước miếng đã thấm hết vào hột. Thái Hậu, nước miếng của con yến đã thấm hết vào hột. Ngon. Đa tạ Thái Hậu. Tới lượt Đông Phi. Được biết Đông Phi là một bậc kỳ tài trong thêu thùa may vá, nên hôm nay muội muội có một món quà muốn tặng cho Đông Phi. Nhưng mà có vẻ dạo này Đông Phi sức khỏe ốm yếu, nên một số bộ phận trên cơ thể không còn được nảy nở nở nang như ngày xưa nữa, nên món quà này hết sức là hợp với Đông Phi. Nó có tên là bợ đào lên cao thần kỳ. Hay, hay. Cảm thích cái từ bợ đào. Bợ đào à? Thật là tinh tế. Nam Phi khéo tặng, Đông Phi từ nay tắc sẽ biến thành đào. Tắc còn đỡ hơn là xí muội. Ngươi nói ai? Dạ, thần thiếp không có ý nói Thái Hậu. Thái Hậu bớt giận. Đông Phi à, chiếc yếm này được dệt từ một loại tơ hết sức là quý giá. Đó là tơ nhện, mà là nhện độc. 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 Độc đáo y như là Đông Phi vậy đó. Nên nó không phải là giải thường mà là giải cả ra quần. Giải cả ra quần. Xin tặng cho Đông Phi giải cả ra quần. Tặng Đông Phi giải cả ra quần. Thôi, thần thiếp còn biết thêm một lời giải nữa để thưa Hoàng Thượng cho Thái Hậu. Nói gì? Giải đàn. Trầm nghĩ một từ khác nữa. Dạ, giải gì? Phải trưởng. Giải trưởng. Thần thiếp còn biết một lời giải nữa. Giải gì? Giải cảm. Còn ta thì biết có một loại giải rất phù hợp với các phi. Giải gì thưa Thái Hậu? Giải tán. Thái Hậu bớt giận. Tiếp theo là Tây Phi. Tây Phi, bớt đánh ma hồng lên ngực đi.
Được biết Tây Phi là một người làm trâm cài lược chắc hết sức là xuất sắc. Một tay của Tây Phi hả, làm hết các trang sức trong cung. Nên hôm nay thần thiếp có một món quà muốn tặng cho tỷ tỷ. Nó có tên là Nhất Chỉ Kim Thoa. Kim này là một loại kim hết sức là quý giá, đã từng cứu mạng biết bao nhiêu người, cũng như đồng nghĩa với cái gì. Thần thiếp bất cẩn quá. Đây là một cây kim quý. Trên cây kim có một sợi chỉ, mà sợi chỉ này lại vô cùng đặc biệt, bởi vì được lấy từ lông chân của một vị hảo hán. Tương truyền rằng vị hảo hán này sau khi đi triệt lông chân, từ ngày này qua ngày khác không hết, lông chân càng ngày ra càng nhiều. Khó khăn lắm thần thiếp mới xin được cái lông chân của vị hảo hán đó đem về làm quà tặng cho Tây Phi. Cái này hả, hồi xưa dưới quê tôi hả, là tôi dùng cái này nè để mà cắm bố đừng cắm heo, chỉ là cái kim mới cắm bố đừng cắm heo thôi, chỉ là cái kim mới cắm bố đừng cắm heo thôi, kim mới cắm bố đừng cắm heo mà. Tây Phi, bớt ăn cắm heo lại. Thái hậu, người phải làm chủ cho thần thiếp. Ta không thể làm chủ cho con heo. Mẫu hậu à. Tây Phi, đó là Nhất Chỉ Kim Thoa. Trâm gì, có đẹp gì đâu mà làm trâm chứ. Thật là đẹp Tây Phi à, nếu cài chung với chai nước tương thì đẹp hơn muôn phần. Đẹp không? À, rất là tinh tế và sắc sảo, đúng là trong nhu có cương. Vậy trong nhương có gì? Thái hậu bớt giận. Bây giờ là tới phần của Thái hậu. Thần thiếp biết Thái hậu là người rất thích lần chuỗi hạt, nên hy vọng món quà mà thần thiếp dâng lên sẽ hợp ý của người. Và đây, nó có tên là Ngọc Long Hải Sản. Tại sao nó có tên là Ngọc Long Hải Sản? Là ngọc của con sò lông, được lấy ra ngâm trong hóa chất của kim biên phòng. Sau một thời gian sẽ trở thành sò huyết. Mà sò huyết muốn ngon thì hãy xào me. Xào me chưa thấy lạ mình qua xào bơ. Xào bơ chưa ngon nữa thì xào tỏi. Muốn đậm đà hơn nữa thì phải ăn với nước tương. Đó, thấy chưa? Sò lông cũng ăn kèm với nước tương được đó. Yeah. Nên nó có tên gọi là Ngọc Long Hải Sản, thưa Thái hậu. Thái hậu bảo trọng. Mẫu hậu, người có sao không mẫu hậu? Người muốn ta đi thỉnh kinh nè. Dạ không thưa Thái hậu. Tốt lắm, vậy là kể từ bây giờ ta đã có cơ hội tu tập dài hạn rồi. Đa tạ Thái hậu. Ủa, rồi cuối cùng hoàng thượng có quà không? Đúng rồi, quà của hoàng thượng đâu? Hoàng thượng là vua cả một nước, cả thiên hạ này là của người, thứ gì mà người không có? Chỉ có một thứ, không chỉ riêng hoàng thượng mà cả thái hậu cũng mong mỏi. Đó chính là long thai. Cái gì? Bị nhột á. Thưa Thái hậu, thưa Hoàng thượng, thần chưa có long thai, thần có long tài được không? Tây Phi, nếu còn ăn nói sằng bậy, thì ngươi sẽ có thêm lông mồm lỡ móng đó. Nên quà của Hoàng thượng hẹn giờ dậu tối nay. Ngày hôm nay, trẫm rất vui. Trẫm muốn ngâm thơ đối ẩm, nhìn vào cây trâm của Tây Phi, trẫm tức cảnh sinh tình. Trẫm làm thơ, các nàng đối lại nha. Kim chỉ kim, kim xuyên chỉ. Chỉ kim kim chỉ luồn kim. Hay quá. Thần thiếp xin mạn phép đối lại câu của hoàng thượng. Hột lọt lọt hột, hột không lọt. Lọt hột, hột lọt, lọt luôn hột. Hay, hay lắm Nam Phi. Khá khen cho Nam Phi. Ta muốn nghe lại câu này lần nữa, nhưng phải từ miệng của các quý phi còn lại. Lọt hột, hột lọt, thèm bánh lọt. Bánh lọt thì phải ăn kèm nước tương. Đúng là hột chưa lọt, mà não của bác Phi đã lọt ra ngoài. Mời Tây Phi. Lượt hột gì lộn, lượt lộn hột gì là, lượt lộn hột gì lộn, lượt lộn hột gì là. Đúng là não của Tây Phi không lọt ra ngoài như bác Phi, bởi vì có não đâu mà lọt. Mời Đông Phi. Trong nhu có cương, vậy trong nhương có gì? Thái hậu sao người nhớ dai vậy? Chỉ khi nào ta biết đáp án, ta mới nhắm mắt xuôi tai. Thôi, hôm nay ta thấy rất vui, ta lui cung đây. Thái hậu hồi cung. À, ta vẫn còn thắc mắc. Trong nhu có cương, vậy trong nhương có gì? Thái hậu.
Sau khi trải qua cuộc thực hành cầm kỳ thi họa thì Trịnh Công Công ta thấy các quý phi đây đã thành thục những nguyên tắc ở trong cung rồi đó. Và bây giờ ta có một tin vui muốn báo cho bốn quý phi. Tin vui. Tin này bảo đảm mà là nói ra là cười bể cái bụng bầu. Thỉnh theo thánh ý của Hoàng thượng và Thái hậu, sắp tới cung của chúng ta sẽ diễn ra một buổi văn nghệ. Các quý phi hãy mau luyện tập các tiết mục thật hay để dâng lên cho Hoàng thượng và Thái hậu. Văn nghệ. Tây phi. Tây phi. Sao vậy? Tây phi. Dạ, hồi tài. Tây phi. Tây phi người bị làm sao vậy? Chắc là bệnh cũ của ta tái phát rồi. Bệnh. Người khỏe như trâu, có bệnh gì đâu. Tây phi bị gì vậy? Dạ bẩm, Tây phi bị bệnh động kinh bẩm sinh ạ. Động kinh? Tây phi. Thiên ngữ y. Dạ. Ngờ ơi. Nếu mà Tây phi đã không được khỏe thì bữa tiệc ngày hôm đó phải trông cậy vào ba quý phi đây. Lời nói đầu tiên xin cho Quỳnh Công Công gửi tới Hoàng thượng, Thái hậu cùng với Trịnh Công Công và toàn thể các thái giám và cung nữ trong hoàng cung lời chào, lời chúc sức khỏe trân trọng nhất. Để bắt đầu cho buổi yến tiệc đêm nay sẽ là phần trình diễn tấu hề vui nhộn của Nam Phi và Bắc Phi. Ủa? Không quen. Ủa? Không quen. Ủa? Quen nè. Chị Ba. Chị Bảy. Đi đâu đây? Đi dự yến tiệc. Chị đi đâu đây? Đi dự yến tiệc. Ai mời? Hoàng thượng. Ai mời? Hoàng thượng. Tiểu Phong Hà đến đây là hết. Xin cảm ơn Hoàng thượng, Thái hậu và Trịnh Công Công đã đón xem. Vui chỗ nào? Vui mà Thái hậu. Nhắm không cười banh thì hãy đạp phanh đúng lúc, còn cười chút chút thì đừng có nhây. Nam Phi, Bắc Phi. Dạ. Cảm thấy tiết mục của hai nàng rất hấp dẫn. Tạ ơn Hoàng thượng. Nhưng mà tới khúc cười chưa? Chỗ này mới cười nè. Cất đã. Xin cảm ơn phần trình diễn tấu hề vui nhộn nhịp nhưng không một ai cười của Nam Phi và Bắc Phi. Để liên tục chương trình, chúng ta hãy cùng nhau đến với tiết mục bi kịch đầy tâm lý, đầy cảm xúc, đầy số phận và đầy nước mắt của một cô gái mang tên Đông Phi. Hoàng thượng! Hoàng thượng! Dạ hết. Bi chỗ nào? Dạ xúc động mà Thái hậu. Muốn lấy lòng thương thì phải đau khổ tới cùng, còn diễn điên khùng thì thêm phần giả tạo. Cảm thấy tiết mục của nàng rất hấp dẫn. Đa tạ Hoàng thượng. Nhưng mà tới khúc bi chưa? Bây giờ mới bi kịch nè. Cất đỉnh. Cảm ơn tiết mục bi kịch của Đông Phi đã khiến cho cả hoàng cung cười lộn rồi. Và ngay bây giờ sẽ là một tiết mục rất đặc biệt và rất dũng cảm đến từ Nam Phi. Thank you.
dù phong ba có vùi lấp đi, mong tan phai không làm trái tim thay màu. Chỉ cần em ở bên anh thôi, cây cành chung ước mơ xa xôi. Thiên tình đó anh chỉ có riêng mình em. Tình yêu của đôi ta sẽ mãi không bao giờ phai, vì nơi trái tim em ngàn đời chẳng đổi thay. Và chân trời đó anh xin mãi đi bên người, ngàn kiếp đôi ta không phải mờ lời. Ngàn mây lầm lối đưa đôi ta đến thiên đường, chỉ có hoa tươi bên đôi tình say nồng. Ê biến thái, bệnh tình của Nam Phi sao rồi? Muôn tâu hoàng thượng, thần là biến thái y chứ không phải là thái y biến thái. Ta lo lắng quá ta quên, bệnh tình của Nam Phi ra sao? Muôn tâu hoàng thượng, bệnh tình của Nam Phi rất là lạ. Đường đường là một nữ nhi nhưng phụng thể rất là sung mãn, dương thịnh, âm suy, và đặc biệt nhu cầu lại rất là cao nữa. Thái y, người đây bắt mặt cho trẫm đó. Tào lao, hào thần xin phép bắt lại. Ây da, không ổn rồi hoàng thượng à. Như thế nào? Nam Phi trúng độc đắc rồi. Hay, hay lắm. Nam Phi, nàng hay lắm. Trong lúc ta đang vả, may mà có tiền của nàng. Người đâu, mau mở yến tiệc ăn mừng. Hoàng thượng, người còn tâm trí để mở yến tiệc sao? Còn không mau đi lãnh tiền. Dạ. Hoàng thượng à. Chuyện gì? Nam Phi trúng độc đắc. Thì đó. Nam Phi, nàng hay lắm, may mà có tiền của nàng trong lúc ta đang vả. Người đâu, mau tổ chức yến tiệc. Người vẫn còn tâm trí để mở yến tiệc sao? Còn không mau đi lãnh tiền. Dạ. Lấy tiền. Hoàng thượng. Chuyện gì? Xin người bình tĩnh. Độc đắc ở đây là một loại độc cực kỳ đắt tiền. Không màu, không mùi, không vị, nhưng hết sức là kịch độc. Kịch độc? Đó giờ ta chỉ nghe kịch bi, kịch hài. Lần đầu tiên nghe kịch độc. Mà tại sao Nam Phi lại trúng độc? Khởi bẩm hoàng thượng, trong buổi yến tiệc có mặt tất cả mọi người, nhưng duy nhất chỉ có một người vắng mặt. Đông Phi, ngươi nói vậy là ý gì chứ hả? Ý của thần thiếp là người hạ độc chính là Tây Phi. Đông Phi, hàm hồ đồ quả. Thưa hoàng thượng, thần thiếp bị quan. Đông Phi muốn giá quả cho thần thiếp. Thần thiếp trong người vốn đã mang bệnh, hôm đó chẳng may tái phát bệnh cũ, mệt hết sức mệt, không thể dự yến tiệc được. Không ngờ lại là cơ để Đông Phi hãm hại thần thiếp và vua quan giá quả như vậy. Thưa thần thượng, thần thiếp là bệnh. Ta nhớ từ lúc vào cung tới bây giờ nàng khỏe như trong, có bệnh gì đâu. Thưa hoàng thượng, người không biết đó thôi, thần thiếp bị bệnh động kinh bẩm sinh. Bây giờ nhắc lại mà nên không muốn động kinh. Nghe thôi. Khởi bẩm hoàng thượng, thần thiếp có chứng kiến Tây Phi có bị động kinh thiệt. Nhưng mà trong buổi yến tiệc có một chi tiết thần thiếp không dám nói ra. Nàng cứ nói. Đó là Đông Phi có đưa cho Nam Phi uống một chén trà trước khi ra biểu diễn, nói là uống để thanh giọng, múa cho đẹp hơn. Bắt đi, vô lý. Múa mà cũng cần thấp giọng sao? Đó mới là điều khả nghi. Nhưng mà sau khi Nam Phi uống chén trà đó, nó xảy ra cớ sự. Các quý phi, sao rồi? Tiết mục nào tiếp theo? Hết tiết mục rồi. Hết. Chỉ có 3 ngày 3 đêm, chúng ta chỉ có thể làm được 2 tiết mục thôi. Đúng rồi, chúng ta tập ngày tập đêm, như vậy là quá hay rồi đó. Quá hay? Hay chỗ nào? Phải làm sao đây hả? Thế tỷ tỷ. Các quý phi à, bây giờ phải tính cách đi. Nếu không Thái hậu giáng tội xuống, bây giờ không lẽ để cho Thái hậu và hoàng thượng ngồi đợi hay sao? Nga Phi, ước nguyện lòng biết khi có những người đã trở thành hiện thực rồi đó, bước ra ngoài chứng minh cho hoàng thượng và Thái hậu biết, nhưng không phải là nô tỳ vô. Tỷ tỷ. Đúng đó Nga Phi, đây là cơ hội tốt để cho muội lấy lòng Thái hậu và hoàng thượng. Nghe lời Đông Phi đi, Đông Phi có cái gì?
Nam Phi, ta không biết phải làm gì cả. Uống ly trà, lấy bình tĩnh. Hoàng thượng làm chủ cho, tại sao hãm hại Nam Phi như vậy? Tức tàn độc chứ. Bắc Phi, ngươi vu oan cho ta. Thần không hoàng thượng. Lúc đó Nam Phi mất bình tĩnh, thần thiết thấy ly trà bên cạnh nên đưa cho Nam Phi uống để trấn an. Thần thiết không hề biết trong trà có độc, thưa hoàng thượng. Hoàng thượng, nếu muốn biết trong trà có độc hay không thì kiểm tra là biết liền, thưa hoàng thượng. Đúng ngay. Người đâu? Hoàng thượng, đi nhìn. Quả thật trong chén có trà. Hả? À không, quả thật trong trà có độc. Đồng ý. Hoàng thượng, quan cho thần tiếp quá. Thần tiếp không hề biết trong chén trà có độc. Thái hậu, đây là chuyện của hậu cung, xin người suy xét. Người đâu, mang Đông Phi ra ngoài, chôn sống bằng xác trà cho ta. Hiện tại. Thái hậu tha tội. Bẩm thái hậu, người có muốn mua trà của hạ thần để mà ướp xác của Đông Phi hay không? Thần lấy rẻ cho. Ta nghĩ thái y nên ướp não mình bằng muối đi. Em đồng ý. Ướp muối gấp đôi. Nam Phi. Nam Phi. Hoàng thượng. Thái hậu. Mong hoàng thượng và thái hậu khai ân cho Đông Phi. Nam Phi, thân thể còn yếu ớt, còn muốn cầu xin cho ai? Thần thiết nghĩ là ở đây có hiểu lầm gì đâu. Với lại tính mạng của thần thiếp vẫn còn giữ được kia mà. Xin thái hậu, xin hoàng thượng tha tội cho Đông Phi. Nếu như trị tội Đông Phi, chắc có lẽ Nam Phi sẽ ôm ánh nát đi suốt cả cuộc đời. Thượng. Thái hậu, xin người suy xét lại. Thôi được, để sự tình được rõ ràng, ta sẽ nhờ bộ hình xem xét lại chuyện này. Nhưng trong thời gian này, ta nghĩ Đông Phi nên ra Phật đường để chép kinh hối lỗi. Đông Phi, chép cho ta 10.000 lần câu không được hãm hại người khác nữa nha. Phải, nếu còn hãm hại sẽ bị phạt nữa đó. Chấm. Đội ơi thái hậu, đội ơi hoàng thượng. Đông Phi à, người có muốn mua mật do thần làm không? Thần lấy rẻ cho. Trời đất ơi, cái gì cũng bán hết trơn vậy, đưa tiền đi đâu cho hết. Nam Phi tham kiến Đông Phi. Nam Phi à, muội làm ta bất ngờ quá. Không ngờ trong chốn hậu cung này cũng còn chút tình người. Tỷ tỷ à, người vất vả rồi. Ta không sợ vất vả, ta chỉ sợ bị vu oan mà thôi. Thật là đáng thương cho tỷ tỷ mà. Sao muội lại cười? Tỷ tỷ à, cái cảm giác mà mình không làm rồi bị người khác đổ tội thì như thế nào hả tỷ tỷ? Ý muội là người quên rồi sao? Lượm làm sao? Lượm là lượm thế nào? Đó. Nam Phi, thì ra ngươi tự hạ độc chính mình. Đất giữa bỏ tay ngươi, đồ đê tiện. Gấp lửa bỏ tay ngươi. Gấp là gấp làm sao? Bỏ là bỏ thế nào? Tỷ tỷ à, lửa là do tỷ tạo ra,
ta chỉ cắt bỏ nó về tay tỷ mà thôi. Ngươi, tỷ tỷ nên nhớ, Nam Phi đang được hoàng thượng hết sức là sủng ái, tỷ cũng nên biết thân biết phận của mình là vừa. Ngươi dám? Thôi, tỷ tỷ thông thả chép kinh, muội muội hồi cung đây. Nam Phi tham kiến hoàng thượng. Miễn lễ, miễn lễ, miễn lễ, miễn lễ. Nam Phi à, thì ra là nàng ở đây. Trẫm qua năm cung tìm không thấy nàng, trẫm rất lo lắng. Nàng vừa mới hết bệnh, phải biết giữ gìn sức khỏe nghe chưa? Thần thiếp biết rồi, thưa hoàng thượng. Nàng vừa mới sắc phong chưa được bao lâu mà đã gặp những chuyện như thế này rồi, trẫm rất là lo lắng cho nàng. Ta hứa, ta sẽ bảo vệ nàng từ đây về sau. Ái phi của trẫm. Đa tạ sự sủng ái của hoàng thượng. Nhưng mà hoàng thượng nè, lỡ như một ngày Nam Phi gây ra chuyện lớn tài đình thì lúc đó hoàng thượng sẽ làm như thế nào? Chém đầu. Hoàng thượng. Ta giỡn. Đừng nói những chuyện xui xẻo nữa. Nàng nhìn đi, phong cảnh thật hữu tình. Nàng nhìn lại đi, phong cảnh thật hữu tình, chim sa cá lặn. Ủa hoàng thượng, đồ giả không mà hoàng thượng? Trong giả có thật, trong thật có giả. Giả giả thật thật, thật thật giả giả. Nàng hiểu ý ta chứ? Hiểu chết liền. Vậy tóm lại nó giả hay nó thật? Muốn cho sao cho. Hoàng thượng. Hồn, cái hồn của Nguyên. Thật là quá đáng mà. Quá đáng lắm rồi. Chắc đào tài dữ lắm. Mới lên làm phi mà đã không coi ai ra gì, không biết trên dưới. Đông Phi, ta nghĩ cùng là thân phận như nhau, chắc tỷ sẽ có cách dạy dỗ chứ. Bắc Phi. Muội xin lỗi khi muội nói thật. Muội nên nhớ, chúng ta đang chung một thuyền, muội phải biết ai thù ai địch. Không, đâu có địch. Đâu có địch. Đâu phải là địch. Đông Phi, mình làm phi tần rồi, bớt dùng từ tượng hình như vậy nha Đông Phi, kém sang. Hai tỷ à, đừng có gây gỗ nữa. Quan trọng là muội thấy bây giờ, từ khi mà Nam Phi được sắc phong, liên tục chúng ta gặp duyên. Đầu tiên là Bắc Phi tỷ đây gặp nạn, sau đó đến Đông Phi tỷ đây. Một cái người vô năng như ta, khi nào mới đến lượt Nam Phi hãm hại ta đi chứ? Làm sao ta có thể chống lại được nàng ấy?
Muội yên tâm, bây giờ chúng ta đang trên cùng một chiếc thuyền mà. Mưa to lắm, thuyền xuồng mấy hồi. Muốn đi nhanh thì đi một người, còn muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Hoàng hôn Đồng Phi tỷ, hoàng hôn, hoàng hôn, hoàng hôn, hoàng... trời xanh, xanh bao la. Nam Phi tham kiến ba vị tỷ tỷ. Tây Phi, muội tới đây cùng tìm tỷ mà không gặp. Không ngờ là tỷ ở đây, hàn huyên tâm sự với hai vị tỷ tỷ. Muội tìm ta, có gì không? Tỷ tỷ, bệnh tình của người sao rồi, đã thuyên giảm phần nào chưa? Chưa, tay vẫn còn mệt dữ lắm. Tỷ vẫn còn mệt à? Không sao, muội có một loại trà này sẽ giúp cho tỷ nhanh hết bệnh. Tây Phi, cầu được ước thấy rồi đó. Cẩn thận trong trà có độc nha. Đông Phi, tỷ quá lời rồi. Tây Phi thấy chưa, cùng là thân phận như nhau, cho nên tâm địa cũng giống nhau. Bác Phi. Hai gì đi tỷ, không có gì đâu. Nam Phi ngồi đây chỉ là lo cho ta thôi, không có gì đâu. Tỷ tỷ, mời tỷ tỷ dùng trà. Nam Phi ngồi. Con đang đau cổ họng quá, chắc là tôi uống không được cái trà này đâu. Tỷ tỷ à, tỷ đau cổ họng sao? Vậy thì càng phải dùng trà, bởi vì loại trà này sẽ giúp cho tỷ tỷ thông giọng mát họng, nói chuyện lòng lòng. Tỷ tỷ, mời tỷ tỷ dùng trà. Ta không uống đâu mà. Kìa tỷ tỷ, thôi mà, bệnh á thì mình phải uống thuốc thì mới nhanh hết bệnh. Uống hộ chị đây không phải là thuốc, chỉ là trà thôi, dễ uống lắm. Không uống. Uống đi mà. Không. Anh nghĩ uống không đi. Uống mà. Không uống mà. Uống đi. Không. Uống đi. Không. Nam Phi. Uống. Nam Phi. Uống. Cũng được. Các vị tỷ tỷ, các vị tỷ tỷ dùng trà xong thì cảm thấy như thế nào? Nam Phi à, trà ngon đó. Đa tạ Đông Phi. Ngươi rảnh không? À, mọi người đang rảnh. Về nấu trà tiếp đi. Nam Phi hồi cung. Cho miếng nước coi nè. Cho miếng nước coi. Ngon vậy tụi. Uống lẩu hết rồi, cho miếng này nè. Ham ăn hốt uống dễ sợ. Đúng là Nam Phi mà thật là khéo léo mà. Cũng nhờ cô ta khéo léo như vậy, cho nên là được hoàng thượng sủng ái biết là bao nhiêu. Ngô vị hoàng hậu chắc chắn thuộc về cô ta sau này. Bà chúng ta sinh ra chỉ để bị thất sủng mà thôi. Chưa 30, chưa phải là cuối tháng mà. 31 luôn rồi. Ta giả à. Đợi tới bao giờ mới xử lý cô ta được chứ? Đây nè, thì bây giờ xử lý đây nè. Ta có quen biết được một vị đạo sĩ tu ẩn dật ở trên núi á, hành tung thoát ẩn thoát hiện, nhưng mà khó khăn lắm ta mới tìm gặp được ông ta. Ôi, thấy ghê, thấy ghê. Người hay ma mà thoát ẩn thoát hiện, sợ gần chết, ra đây hù ta hay gì. Không chịu thì đi về đi. Ôi, nhưng mà không được, Nam Phi ở đó kìa, làm sao ta ra được đối mặt với cô ấy. Thôi đi, rồi ông ta đâu? Tôi nè. Hả? Hết hồn, cái hồn còn nguyên. Vị đàn đạo sĩ này thành tung thoát ẩn thoát hiện, thấy không? Mà ta nói có thể giúp được tỷ muội ta, đúng không đàn đạo sĩ? Ủa đâu tiêu vậy? Bên này. Hả? Hết hồn, cái hồn con nguyên. Thấy chưa, tinh thông phép thuật mới đứng mà đã ngồi rồi. Trời ơi ghê, mới đứng mà ngồi được. Con người nào mà đứng vừa ngồi được hay vậy? Gì mà không được. Đứng sát bên đây, mỗi chân thì lết qua đây ngồi thôi gì đâu. Thấy chưa, đơn giản mà. Ôi ơi, ta nghĩ không ra. Xin được tự giới thiệu, ta Đăng đạo sĩ. Đăng đạo sĩ. Phải. Nhìn cả ba phi thì ta biết chắc không phải là nữ nhân. Hả? Tâm thường. Cả ba bà đều có số dượng phu. Hết hồn. Tưởng đâu cơ ba bà có số tiểu phu là tôi đi đốn củi liền nữa đó. Đốn củi, đốn củi, đốn củi. Thôi. Để đàn đạo sĩ nói. Vì sao lại có số dượng phu? Mặt bự, giọng đàn ông, bụng lại có mỡ. Nhưng yên tâm, có câu 10 người béo, 9 người giàu. Người nào không giàu là do mông teo héo. Trời ơi, đang khen hay đang chửi mình vậy? Không biết luôn, nghe như đang bị sỉ giá vậy đó. Không, ta đang cười đó. Cười. Heo 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 heo. Trời ơi, thấy ghê quá. Vì đạo sĩ này rất là lạ lùng. Có đáng tin hay là không chứ? Đáng tin chứ. Càng lạ lùng, càng hành tung bí ẩn thì càng được việc cho ta. Bây
đây chắc hẳn là Tây Phi. Nhìn vào Tây Phi có một khuôn mặt đẹp như một bức tranh. Tranh biếm họa? Không. Tranh trừ tượng? Không. Tranh sơn dầu. Sơn dầu? Mà dầu nhiều hơn sơn. Đây không phải là dầu cá, cũng không phải là dí dầu cầu giáng Đông Đinh, mà là dầu ăn. Dầu ăn? Đúng vậy. Hèn chi trong Ngự Thiện Phòng dạo này dầu ăn lại khan hiếm như vậy. Là Tây Phi lấy à? Chứ còn gì nữa. Lấy cái mỏ trét lên cái chảo, chiên 80 con cá vẫn chưa hết dầu. Người phụ nữ nào sở hữu một cái dành đai môi như vậy là người biết tiết kiệm tiền mua dầu nấu ăn cho chồng. Vậy là hóa ra từ trước đến giờ chúng ta ăn cá chiên là đều từ mỏ của Tây Phi à? Đúng rồi. Giận hết luôn. Còn đây chắc hẳn là Đông Phi. Sao biết hay vậy? Ồ, tiếng lành đồn xa 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 xa. À, chắc là thiên hạ đồn tiếng xăm mình nhiều đó. Có đồn? Không phải, coi chừng đồn là bị đớt đó. Đúng rồi. Đông Phi, ta xin thay mặt cho 8 triệu dân ở ngoài kia có một thắc mắc muốn hỏi Đông Phi. Mời đạo sĩ. Dạ. Trong nhu có cương, vậy trong nhương có gì? Sao đạo sĩ lại biết? Ồ, không phải mình ta mà 8 triệu dân ngoài kia ai cũng muốn hỏi như vậy. Thấy chưa, ta nói mà, đạo sĩ này cao tay lắm, cái gì cũng biết hết trơn á. Còn bác Phi? Để từ từ về nhà nói sao nha. Nói luôn cho rồi đi, sợ gì. Ở trong thiên hạ này ai mà không biết là bác Phi là phi tử mẹ con nhất trong cả hoàng cung. Đã vậy còn thích ăn nước tương nữa. Chơi mà chơi ngắt cái nách người ta. Thôi nè, bây giờ không phải là cái chuyện đấu đá giữa tỷ muội ta, mà sắp tới là Tết Trung Thu và là sanh thần của Thái Hậu. Cho nên nghĩ cách làm sao để lấy lòng được Thái Hậu và Hoàng thượng mới là chuyện chính, hiểu chưa? Happy birthday Trung Thu. Happy birthday Trung Thu. Happy... Thôi đi, không cho hát thì tôi chỉ đánh dữ vậy. Cứ yên tâm, mọi chuyện để ta lo. Trăm sự nhờ đàn đạo sĩ. Đàn đạo sĩ bị gì vậy? Làm mặt ác. Bà
đang muốn có đích tôn. Hiện tại ta sẽ có cháu đích không, không được phá, không được phá. Một rồi, ui, một rồi thì ai mà chẳng có bên mép mông trái. Cháu có một đùi áo. Cháu của bà sẽ trong tay, tay Mỹ Như đã nhập qua người đó rồi. Tại vì có lòng thai nói. Khoan đã, nhìn bộ dạng có vẻ thiếu nước. Mỗi người ở đây tranh thủ phun một cục nước bọt vào miệng để cứu Mỹ Nhân Ngư. Dạ. Đi rồi. Vẫn phun mà nước lên khóa không kịp. Tại vì ta cũng vậy. Như vậy không sang. Nhưng mà người nói ta có lòng thai. Chúc mừng Thái hậu sắp có cháu đích tôn. Hiện tại Tây Phi, dạ, kể từ ngày hôm nay con không cần phải làm gì cả. Dạ. Cứ qua cung của ta tụng kinh niệm Phật để cầu cho đích tôn của ta được thông tuệ mạnh giỏi. Tạ Thái hậu. Chúc mừng Thái hậu. Chúc mừng Tây Phi. Đi đến đây chưa, mình cũng không đi đến nhìn nhà cái gì, coi tao để chúc tao chào trân trọng nhất. Nè, còn muốn làm người dẫn chương trình thì nhả cái lưỡi ra. Lần đầu tiên sẽ cho Quỳnh Công Công gửi đến Thái hậu, Hoàng thượng, bốn vị quý phi, đằng đạo sĩ. Tại sao người lớn lại đi chơi nhiều? Chơi nhiều rồi lại làm liều rồi lại có nhiều thiếu nhi. Tìm câu nào mới hơn đi. Câu ngươi vừa nói cũ xì thấy ghê. Dạ. Trung thu là tớ thiếu nhi. Tại sao hoàng thượng lại đi chơi nhiều? Chơi nhiều rồi lại làm liều rồi lại có nhiều quý phi. Em nói nghe nè, bỏ qua chỗ này được không? Nhạc thiệt. Tây Phi, người làm gì vậy? Rắc múa cho nó bớt nhạc. Làm gì vậy? Xin đứng tương cho đậm đà hơn. Hey. Đông Phi, làm gì vậy? Nhạc quá, đổ bỏ. Xa nè. Hey. Cảm ơn những tràng pháo tay rộn rã cũng giống như những tiếng cười giòn giả của tất cả quý vị. Đã cổ lũ sĩ mà còn bị ảo tưởng nữa. Thái hậu, không biết trung thu năm nay Thái hậu có điều ước gì không? Ta ước gì trung thu năm sau sẽ đổi người dẫn chương trình. Còn hoàng thượng ước gì? Ta ước y chang Thái hậu. Còn tướng phi ước gì? Như trên. Gia đình vẫn vui à. Dạ. Ta có thể ước lại không? Dạ, Thái hậu ước đi. Ta ước gì người dẫn chương trình sẽ bị đổi ngay bây giờ. Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước. Và bây giờ trở lại với chương trình. Năm nay không giống như mọi năm. Năm nay là một điểm son. Tất cả các vị quý phi ở đây ai ai cũng phải là một chiếc lồng đèn thật xinh xắn để dâng lên cho hoàng thượng và thái hậu. Chiếc lồng đèn nào ấn tượng nhất, người đó sẽ được trọng thưởng và sẽ trở thành gương mặt đại diện cho bánh trung thu hoàng cung năm nay. Là gương mặt đại diện cho bánh trung thu. Đông Phi à, nhìn mặt tỷ tròn tròn y chang như cái bánh trung thu. Còn Bác Phi, nhìn cái mặt dài dài giống như cái trứng hồ vịt môi. Còn ta thì sao? Còn Tây Phi, cái mặt vuông vuông y như cái hộp. Ta mà là cái hộp, ta sẽ đựng Đông Phi và Bác Phi ở trong ta đó. Còn Nam Phi sẽ làm gì? Còn ta là ăn bánh trả tiền. Nhỏ này
Dạ, lúc nào cũng vui. Và bây giờ mời quý vị cùng đến với thành phần ban giám khảo, người đứng đầu triều đình, Hoàng thượng. Người thứ hai, người thống lĩnh hậu cung, Thái hậu. Lên tay. Và giám khảo khách mời, đàn đạo sĩ. Không có thui. Và hốt của chương trình năm nay rất đặc biệt, đó chính là thần Quỳnh Công Công. Và bây giờ phần dự thi xin được phép bắt đầu. Phần dự thi đầu tiên là phần dự thi của Đông Cung. Thuyết trình của Đông Cung bắt đầu. Nói. Về. Hết giờ. Đưa đèn mà y như là đưa đám vậy đó. Chiếc lồng đèn của Đông Cung rất là sắc sảo, rất là tinh tế. Trông nhu có cương. Đông Phi, trông nhu có cương. Vậy trông nhu có gì? Thái hậu, hôm nay là đại lễ Trung Thu, người vẫn hỏi sao? Hiện tại. Và ngay bây giờ chúng ta trở lại với cuộc thi. Và tiếp theo là phần dự thi của Bác Cô. Khởi bẩm hoàng thượng, khởi bẩm thái hậu, truyền thuyết về con ma lon khiến cho hoàng cung chúng ta kinh hãi khiếp chí. Chính vì vậy mà bắc phi của nô tài đã ngày đêm truy lùng và tiêu diệt con ma lon đó, và dùng cái đèn cầy này thắp sáng trong con ma lon để hoàng cung chúng ta trở nên vui vẻ. Cảm ơn phần thuyết trình của bắc cung. Thấy dáng gì mà cái mặt y như là con ma vui vẻ đang chơi ma lon vậy đó. Chúng ta trở lại với cuộc thi. Và tiếp theo là phần dự thi của Tây Cung. Cái lồng ở đây. Rồi con chim đâu? Khải bẩm hoàng thượng, lồng này không phải là lồng chim, mà lồng này là lồng đèn. Lồng đèn? Vì trong lồng có đèn nên được gọi là lồng đèn. Lồng đèn này được thiết kế từ nắp dán hộp, đào lên làm tâm xỉa răng, sau đó tái chế lại với mục đích tiết kiệm nhưng đem lại hiệu quả cao. Với màu sắc thanh thao và tao nhã, làm toát lên vẻ đẹp mộc mạc như mặt của nô tài. Mặt mộng khác với mặt chết trôi. Lui hết giờ. Và ngay bây giờ sẽ là phần thuyết trình của Nam Cung. Hồi bẩm thái hậu, hoàng thượng cùng các quý phi, ngày hôm nay Nam Cung tiến cống cho hoàng thượng và thái hậu một chiếc đèn được mang tên Vũ Trường Hoa Đăng, hay còn gọi là đèn nhảy đầm. Đèn nhảy đầm này được dùng trong các đại lễ yến tiệc, đặc biệt là dùng trong các vũ trường ở Tây Vực. Nam Phi đã rất là vất vả để có thể tìm kiếm và đem về đây dâng tặng cho thái hậu và hoàng thượng. Chiếc đèn này có rất là nhiều công dụng. Công dụng đầu tiên của nó là tỏa ra ánh sáng huyền diệu, đặc biệt là có thể thiên biến dạng hóa về màu sắc như là màu môi của Tây Phi. Điều đặc biệt thứ hai là nó có thể phát ra được âm thanh lúc bổng lúc trầm. Lúc bổng thì như tiếng hét thất thanh của Bắc Phi. Lúc trầm thì như giọng đàn ông của Đông Phi. À.
Nhân đại lễ Trung Thu, Nam Cung dâng tặng chiếc đèn này cho Hoàng thượng và Thái hậu, cầu mong cho quốc thới dân an. Chiếc đèn này như vì sao tinh tú, tỏa ra chiếu rọi khắp nhân gian, soi rọi cho bá tánh ạ. Và bây giờ, xin mời tất cả mọi người cùng thưởng lãm chiếc đèn này. Để chế vậy rồi. Để làm ta rất hài lòng. Lần này thì hoàng cung tha hồ mà ăn chơi. Tham kiến hoàng thượng. Trắng miệng lệ. Các nàng cứ ngồi chơi. Phước thuận tham kiến bốn vị quý phi. Bình tĩnh. Thuận à, đây là hoàng cung chứ không phải là chiến trường. Thôi quen nghề rồi. Ôi ngồi chơi. Ngồi. Cứ tự nhiên như trong nhà của mình. Tự nhiên hơi quá rồi. Xin giới thiệu với mọi người, đây là Phúc Thuận tướng quân, anh em chí cốt của ta. À, ta quên nói với đệ, ta có ghệ mới. Ý ta là vợ mới Nam Phi. Định nhìn tới sáng cái gì? Ta thấy Nam Phi đây nhìn quen quen. Dường như chúng ta đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Trời đất ơi, cái kiểu cô gái này nó cửu nèm, cửu xích. Mà nhìn này còn xa đến trên nổi, quen đâu ra quen ta mới như cũng tức thiệt chứ mà. Không phải Tây Phi, coi chừng Nam Phi có sắc đẹp đại trà. Nên Phúc Thuận tướng quân thấy quen đó. Hay là có gian tình với nhau? Làm gì mà có chuyện đó được. Dù sao thì cũng xin chúc mừng hoàng thượng. Được rồi. Dù gì thì cũng xin chúc mừng hoàng thượng. Lần đầu tiên trong cung, hoàng thượng đã tìm một giai nhân rất rõ ràng. Ha! Trời đất, hôm nay từ đó tới giờ bạn đi mình mập mờ lắm sao trời. Mập mờ. Ôi trời. Đức thiệt. Ý của ta là bốn vị ở đây ai cũng tuyệt sắc giai nhân cả. Có hồn có nguyên. Hay. Sẵn có giai nhân, sẵn có anh hùng, trẫm tất cảnh sinh tình, trẫm làm thơ nữa hả? Không làm lấy gì mà coi. Nghe nè, giai nhân mà gặp anh hùng bánh bèo thì phải ăn cùng nước tương. Thôi đi, tôi chán bà lắm rồi. Từ lúc vô cung tới giờ cứ bánh bèo nước tương hoài, bà chán chưa? Tôi chán rồi. Ngon mà. Ngon cái gì? Thưa thượng đế Tây Phi, giai nhân mà gặp anh hùng, thơ hoài thơ mãi lùng bùng lửa tan. Hay quá Tây Phi ơi, hay lắm. Hay không? Hay chưa? Giai nhân mà gặp anh hùng, giai nhân mà gặp anh hùng, giai nhân mà gặp anh hùng. Đồng Phi, nhắm làm được không? Không làm được cho qua. Cho qua đi hoàng thượng. Hợp lý. Nam Phi, giai nhân mà gặp anh hùng, có duyên gặp lại tương phùng cùng nhau. Hay. Tới đệ. Giai nhân mà gặp anh hùng, cả hai đều đẹp, đều khùng như nhau. Hả? Hay quá. Thơ này chỉ có trên trời thôi đó. Hay chỗ nào? Câu này mới hay nè. Giai nhân mà gặp anh hùng, trước sau gì cũng như mùng có con. Hoàng thượng. Ha ha. Kỳ vậy? Thuận tướng quân, Bắc Phi sao không mặc đồ vô đi? Không phải đâu, ta đang ở trên lầu hóng gió, bỗng nhiên có một con chó vô tình
làm ba yếm của ta rước lên đầu của thượng tướng quân kia. Bác Phi nói gì vậy? Đầu ta làm gì có yếm? Trời ơi, cái yếm đang treo toàn tay trên đầu của thượng tướng quân. Thượng đó, đúng rồi. Nếu là cơn gió, tại sao không rớt áo ngoài mà rớt áo trong vậy? Cơn gió thật quỷ quyệt, làm rớt áo trong mà không rơi áo ngoài. Thượng tướng quân có thể quăng ngược lại lên giùm ta được hay không? Bác Phi à, thật tình ta chỉ muốn nói một điều. Người mất nết quá. Trời ơi, thượng tướng quân, quan cao vậy sao lụm? Thượng tướng quân, Bác Phi. Ê, trời, mặt gì mà bự mà trắng vậy bà? Trời đất ơi, cái mặt như cái bút sen vậy. Bác Phi à, người không biết đó thôi, đây là xu hướng trang điểm thời thượng của hoàng cung bây giờ đó Bác Phi. Là quét vô lên mặt vậy đó hả? Dạ, Bác Phi à. Gì? Nô tài chậm nghĩ, có khi nào thượng tướng quân cũng giống như nô tài không? Dạ, cái mặt bự hơn tin không? Bác Phi, không bất nói đi nói khùng đi. Đi lượm cái yếm cho ta, lạnh rồi. A chi. Dạ. Tây Phi, Tây Phi, thượng tướng quân chưa tới. Cái ta mệt không? Sao giờ biết nói? Dạ. Cưng chết luôn à? Thượng tướng quân tới. Em ơi, Hải ơi, Hải ơi, Hải rung giấy chị. À, Tây Phi, nên gọi là cái đầm. Cái giấy đầm. Cái đầm. Hải ơi, Hải rung đầm chị. Chị để chị mang chứ chị không ăn. Em ơi, em đi đâu em đi xem dưới vậy em. Tây Phi, Tây Phi. Dạng ra, nó không thiết sống luôn. Đừng mà Tây Phi. Chuyện gì vậy? Khai bẩm tướng quân, Tây Phi nhảy dây bị bay chiếc hài lên cây, không cách nào lấy được. Đó là chiếc hài mà ta yêu thích nhất đó. Ở trên nó có cái hoa văn đẹp lắm. Tây Phi nói gì vậy? Đó là chiếc hài mà ta yêu thích nhất. Ở trên nó có cái hoa văn đẹp lắm. Thôi được rồi, cứ để ta. À, tướng quân, trăm sự ta nhờ người đó. Cẩn thận, nguy hiểm lắm. Ủa, cái này là cái gì? Làm sao mà mang vô cái giò được? Không được. Cao. Cố lên. Ta tin là người làm được. Cố lên tướng quân. Cái gì đây? Cố lên. Cố lên tướng quân. Cố lên. Tây Phi, ta nghĩ người này mua ra hài mới. Mọi người bị sao vậy? Sao? Bình thường mà. Dạ, Tây Phi cười thôi à. Bình thường thôi. Ổn chứ? Ổn. Cảm ơn người đã giúp đỡ Tây Phi. Ta xin phép. Tây Phi, người có bị quê không? Quê chứ. Vậy mình có cần lấy hài nữa không? Lấy chứ, lấy đi, ta đi trước. Tây Phi, làm sao thần lấy được? Thuận tướng quân, ta bất cẩn quá. Người có sao không? Cởi áo ra đi để ta dặn cho. Cởi áo ra đi. Không sao đâu mà. Đừng có ngại mà cởi áo ra đi, không sao đâu. Trong Phi! Thuận tướng quân, người giết ta đi. Chết để bảo vệ Trinh Nam này. Trinh Nam? Phải. Từ khi ta bước vào cung, hết Tây Phi, Bắc Phi, rồi bây giờ là đến Đông Phi. Các người đều muốn chiếm đoạt ta. Nhưng Đông Phi à, làm sao ta có thể hả Đông Phi? Làm sao ta có thể thất lợi với hoàng thượng? Làm sao ta có thể khuất phục với một gia nhân không rõ ràng? Thuận tướng quân, người sao vậy? Ta chỉ muốn giặt đồ cho người thôi mà. Giặt đồ? Rồi ngày mốt giặt tới cái gì nữa? Thì chúng ta giặt nhau. Đông Phi, Thuận tướng quân, ta lỡ lời. Người không thích thì thôi. Có thật lời thì thôi không? Thật. Thật không? Thật không? Thật. Cảm ơn Đông Phi, ta xin phép.
Sao tự nhiên nhức đầu quá. Thuận tướng quân sao không đỡ ta vậy? Vô dụng. Hoa thị nhớ giảm cân đi nha hôn, mập lắm rồi đó. Tham kiến Nam Phi. Đền đỉnh. Đó là phong cách của Phúc Thuận tướng quân. Các ngươi nên tập làm quen là vừa. Thần xin phép. Nam Phi. Miếng ngọc Phúc Thuận tướng quân. Miếng ngọc này là của người. Dừng đâu. Không được nói Phúc Thuận tướng quân như vậy. Làm cái gì mà như giật cô hồn vậy Phúc Thuận tướng quân? Nam Phi, xin Nam Phi thứ tội. Ta bệnh nghề nghiệp quen rồi. Hơn nữa, đây là miếng ngọc bội mà ta yêu quý nhất. Nam Phi cũng biết rồi, ta làm gì cũng nhanh gọn lẹ hết. Nhưng mà nhanh quá thì không tốt cho sức khỏe. Cảm ơn Nam Phi đã quan tâm. Ta xin phép. Nam Phi, miếng ngọc bội. Nam Phi, người lại đang có tâm sự nữa sao? Ta đang nghĩ về. Ta hết sức là thắc mắc, tại sao Phúc Thuận tướng quân lại giữ miếng ngọc đó? Phải chăng Phúc Thuận tướng quân chính là... Nam Phi, nếu người có thắc mắc thì bằng mời thẳng Phúc Thuận tướng quân hỏi thẳng luôn. Hỏi thẳng? Dạ. Nô tài cũng nghĩ như vậy. Nếu người có khúc mắc trong lòng thì bằng hỏi thẳng Phúc Thuận tướng quân đi. Ba mặt một lời là hay nhất. Hoa thị, ngươi đi mời Phúc Thuận tướng quân tới đây gặp ta. Dạ. Sao công công, chuẩn bị trà. Cung lệnh. Thần kiến Nam Phi. Ơ kìa, Phúc Thuận tướng quân đã phiền ngài phải quá bộ tới đây rồi. Nhưng Nam Phi ta có một thắc mắc muốn hỏi ngài. Phiền ngài có thể trả lời cho Nam Phi được không? Người cứ hỏi. Ta muốn hỏi ngài. Tại... Hay cho Nam Phi, giỏi cho Nam Phi. Là phi tần của hoàng thượng mà bây giờ có tư tình với tướng quân à? Tư tình? Ngay từ đầu là ta đã biết có gian tình với nhau rồi mà. Bây giờ còn gì để dối còn phải Nam Phi. Đừng gì đây. Nam Phi, trời ơi, hai người có cái gì với nhau ở đây hả? Các vị tỷ tỷ à, các vị tỷ tỷ hết sức bình tĩnh. Ta và Phúc Thuận tướng quân ở đây hoàn toàn trong sáng. À, trong sáng à? Ở đây có bao nhiêu ánh mắt nhìn thấy? Có những thứ này che lại cho ta. À không, không phải, không phải như không các vị tỷ tỷ nghĩ đâu. Chối à? Các muội, dạ. Đừng cái người làm cái gì vậy? Các mùi hả? Mục tiêu ở bên này mà. Trời ơi quên mất, không biết có ma lực nào ghê gớm hút tôi về cuộc vui này. Có lộn cuộc chiến này. Hoàng thượng có gì? Hoàng thượng, Nam Phi và Thuận tướng quân có gian tình với nhau. Hoàng thượng, thần thiếp mong đây chỉ là hiểu lầm mà thôi. Bởi nếu như có tư tình thật thì chắc chắn hai người đã không còn mặc đồ gì nữa rồi. Nhưng mà thần nghĩ là đây chỉ là một cuộc tình chớm nở như một cái nụ chưa có nở tè lè như cái bông đâu Hoàng thượng. Trời ơi, dạ thưa Hoàng thượng, đợi chừng nào nở tè lè như cái bông là chết rồi Hoàng thượng ơi. Thần thiếp bị oan, tất cả chỉ là hiểu lầm. Thần thiếp không có. Hiểu lầm mà. Thôi công công, đưa bằng chứng cho hoàng thượng xem. Dạ. Thưa hoàng thượng. Hoàng thượng à, những hình ảnh này đã lan truyền khắp hậu cung này rồi. Không phải như vậy đâu. Hoàng thượng, thần thiếp bị oan. Đủ rồi. Bình này có ba quý phi mà. Dạ thưa hoàng thượng. Trời đất ơi, vẽ lên tụi mình làm gì nhỉ? Tôi cũng có. Dạ, lúc nãy kêu nô tài vẽ lại thì nô tài vẽ thôi. Ui,
Hoàng thượng, mong hoàng thượng hãy làm rõ ràng chuyện này. Dạ hoàng thượng, chính mắt tiện thiếp đã thấy đó hoàng thượng. Dạ đúng như hoàng thượng, thần cũng thấy đó hoàng thượng. Đủ rồi, Phúc Thuận tướng quân, đúng là tình yêu không có lỗi, lỗi là thằng em trong nhà. Hoàng thượng, Nam Phi, nàng là người được ta sủng ái nhất trong cung, tại sao lại làm vậy? Hoàng thượng, thần thiếp bị oan. Ta không muốn thấy mặt nàng nữa. Hoàng thượng. Nghĩ là chẳng mấy chốc nữa ta sẽ có được sự sủng ái của hoàng thượng. Khi đó ta muốn gì mà không được, mà khi ta muốn gì mà không được, khi người muốn gì mà không được, mà khi người muốn gì mà không được, ra cho ta muốn gì mà không được chứ. Trời ơi, nghe là thấy sướng rồi. Vui quá, quá điên hả? Bình tĩnh lại, sang trọng lên. Bây giờ thì đã tin vào cái năng lực của ta rồi chứ. Nhưng mà quan trọng là bây giờ mình phải làm gì để nhanh chóng lấy được lòng sủng ái của hoàng thượng. Mình đằng đạo sĩ biết không, trời ơi, trong cả hoàng cung này ai cũng chê cười ta là kẻ ngốc nghếch, là kẻ ngờ ngợt, kẻ chẳng biết gì cả. Làm sao mà ta có thể tranh đấu lại với sự âm mưu thâm độc của các phi tần khác chứ? Yên tâm, đã có ta đây rồi mà, khỏi lo. À, đúng rồi, con đằng đạo sĩ rồi, lo cái gì nữa chứ, lo cái gì nữa, lo bỏ chắc răng à. Nhưng mà dù gì thì đằng đạo sĩ cũng là người rất là thân với bác Phi đưa người vào cung mà, lỡ mai mốt mà người giúp bác Phi, Tây Phi ta chẳng biết phải làm sao đâu. À, bà nói gì, bà nói gì, hết hồn à. Bà trả gấp đôi mà. Ủa, quên. Bà có tiền. À, vậy là hứa là phải giúp ta hoài luôn nha. Yên tâm, ta phải giúp hoài. Thưa đằng đạo sĩ, nhưng mà hiện tại lo nhất là em Nam Phi. Nam Phi? Ừ. Ô sờ, Nam Phi bây giờ đang bị thất sủng, lo gì? Lo chứ. Mùi ấy hả, vốn dĩ là thông minh. Ta nghĩ là với đầu óc thông minh của mùi ấy, chắc chắn sẽ sớm lấy được sự sủng ái của hoàng thượng. Khi đó ta sẽ chẳng phải là người duy nhất nữa. Vậy thì chúng ta phải động thủ để ả động thổ. À, trời đất ơi, nghe là thấy nó muốn động quan tới nơi rồi. Đúng rồi đó. À, trời đất ơi, trời ơi, vậy là ý của ngài nói là bây giờ đang tranh thủ lúc Nam Phi bị thất sủng, mình giẫm cái cho em chết luôn hả? Đúng luôn rồi đó. Trời ơi, cái chuyện mà ác độc như vậy làm sao Tây Phi ta làm được chứ? Lo lắng quá, hại mùi ấy hả? Làm sao? Mấy cái con này nè, 8 con Nam Phi nó còn giết được. Yên tâm, đừng có sợ. Đừng có sợ. Đánh nó đừng có sợ. Thôi đừng có xạo. Sao nào? Ta sợ. Sợ nào? Người hứa đã giúp ta nha. Nhân dịp tuổi mới của ta, chúc cho toàn thể càng ra con người, dáng đi lời nói nụ cười phải càng duyên dáng gấp 10 nghe không? Phi nào còn máu đàn ông phải đi hút bớt đàn ông ra ngoài, phải mau mau có long thai, phi nào chậm trễ chém bay cái đầu. Hoàng nhi xin được tiếp câu, chúc cho thái hậu sống lâu trọn đời. Thần thiếp xin được tiếp lời, chúc cho thái hậu sanh thần an vui. Bây giờ thì tới lượt tôi, chúc cho thái hậu không vui không buồn. Đi tắm thì phải ở chuồng, bánh bèo thì phải ăn kèm nước tương.
nghe nói bỗng thấy mà thương, chúc cho Thái hậu lên giường mỗi đêm. Ta đây là gái nhà lành, chứ không phải gái trong ngành, rõ chưa? Mẹ nói thì con xin thưa. Chặt tay mẻ gối cho vừa lòng ta. Thái hậu xin người dị tha, ngày vui chớ để đám ma trong nhà. Hay quá, trời ơi, hay lắm nha. Ngày vui chớ để đám ma trong nhà. Biết chị năm ngoái giết nó trước, để bữa nay là đám dỗ. Hôm nay là ngày vui của người, chúng ta bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt đi. Nào, Cát Phi, có ai có quà muốn tặng cho Thái hậu không nào? Dạ, thần thiếp. Thưa Thái hậu, đây là món quà mà Tây Phi thần thiếp đã chuẩn bị từ rất lâu rồi tặng cho Thái hậu. Chắc chắn Thái hậu sẽ thích nhất. Cát Phi ở đây nhiều đó. Tây Phi. Tỷ tỷ, sao người dám? Tây Phi! Thái hậu, thần thiếp không có làm chuyện này. Tây Phi, dám chơi trò trù ếm ta? Thưa Thái hậu, thần thiếp không có, thần thiếp không biết gì hết. Máu quần của thần thiếp đã bị đánh cháo rồi. Thưa Thái hậu, chắc chắn con kẻ muốn hãm hại thần thiếp, con kẻ muốn giá quà cho thần thiếp. Thái hậu ơi! Tỷ tỷ à, quà cũng là do người tặng, tận tay người tặng cho Thái hậu. Không phải là người thì là ai kia chứ? Nam Phi, tỷ không có. Dạ, khởi bẩm Thái hậu, khởi bẩm hoàng thượng, Tây Phi có phải là hung thủ hay không thì chưa biết, nhưng mà Tây Phi thường xuyên giao lưu với Đằng đạo sĩ ạ. Cát Phi, ngươi nói gì vậy? Hôm nay là ngày chúc thọ của Thái hậu, không khéo là thành ngày hưởng thọ. Đông Phi, các người nói cái gì vậy? Thưa Thái hậu, thần thiếp hoàn toàn không làm chuyện này. Các tỉ muội, rõ ràng mọi người biết là từ đó tới giờ ta không dám hại một con kiến, một sinh vật nào đâu. Sao bây giờ lại nói ta như vậy? Hay là trong các người có ai muốn hãm hại ta hả? Hoàng thượng! Tây Phi! Thưa Thái hậu, đừng nghe những lời những người này nói sằng bậy. Những người này nó nói sằng bậy là muốn hãm hại thần thiếp. Thưa Thái hậu, hãy thương thần thiếp. Hoàng thượng ơi! Hoàng thượng, đây là phi tần của người, ta mong rằng người hãy xử lý triệt để. Người đâu, mang Tây Phi ra chém đầu. Hoàng thượng, thế không có làm. Thưa hoàng thượng, thế không có làm. Hoàng thượng ơi, hoàng thượng, Tây Phi phạm lỗi tày trời nhưng không đến mức phải chém đầu, ngũ mã phanh thây thôi. Đông Phi cùng là tỉ muội với nhau, tại sao đối xử như vậy? Thưa Thái hậu, thưa hoàng thượng, chỉ nên tru di tam tộc để cảnh cáo thôi ạ. Bác Phi, ngươi nói như vậy? Thưa Thái hậu, xin đương Thái hậu ơi. Khởi bẩm Thái hậu, khởi bẩm hoàng thượng, hôm nay là ngày vui của Thái hậu, thần thiếp mong Thái hậu hãy từ bi hỷ xả mà bỏ qua cho Tây Phi. Đúng vậy, dù gì phụ thân của Tây Phi cũng là bậc khai quốc công thần, xin Thái hậu hãy vì điều này mà thứ tội. Thôi được, hôm nay là ngày vui của ta, ta không muốn chém giết, nhưng đã có tội thì phải xử. Người đâu, phanh thay Tây Phi, nhét vào con hình nhân cho ta. Thái hậu ơi, hoàng thượng, thần thiếp biết rồi. Đằng đạo sĩ, hắn ta là người hãm hại thần thiếp. Thưa Thái hậu, chính hắn ta. Thưa Thái hậu, thưa hoàng thượng, chính là hắn ta. Cho truyền Đằng đạo sĩ. Có thần. Đằng đạo sĩ, ngươi nói đi, chuyện đây là sao chứ? Nói đi. Từ từ, cho chào hỏi cái. Thần xin ra mắt Thái hậu, hoàng thượng, Phúc Thuận tướng quân và Cát Phi. Miễn lễ. Dạ. Đằng đạo sĩ, cái này là như thế nào? Bà kêu tôi làm chứ ai? Bà kêu tôi. Ai? Ai là người muốn được hoàng thượng sủng ái? Là bà. Ai là người muốn triệt Cát Phi còn lại? Là bà. Ai là người muốn ngươi lên làm hoàng hậu thì cũng là bà. Tôi đây nè, tôi chỉ biết làm theo đơn đặt hàng thôi. Bà đặt sao tôi làm vậy, còn chuyện bà ship cho ai, bà gửi cho ai tôi có biết đâu nè. Đây đâu sẽ, người đó lão, người hãm hại ta. Chuyện này là do người hãm hại ta, người vu cáo ta. Thôi đi, tôi nói đi. Thưa Thái hậu, thằng không có. Đằng đạo sĩ đó lão. Thưa Thái hậu, mọi chuyện đã rõ ràng trước mắt, mong hoàng thượng xử lý. Thưa Thái hậu, tất cả mọi chuyện tùy người định đoạt. Người đâu, giam Tây Phi vào lãnh cung mãi mãi.
thiện tai. Ngoài Thái Hậu ơi, xin người đừng các người làm gì vậy? Buông ta ra, buông ra. Tây Phi ai nắm mà buông? Ủa vậy chưa hả? Mời Tây Phi buông ra. Người dám trói ta ta hả? Buông ra, các người buông ra. Ta là Tây Phi mà, ta đường đường là Tây Phi mà. Buông ra, thần thiếp bị quá. Đúng là tới chết vẫn chưa hết điên. Còn đằng đạo sĩ, dạ, đuổi ra đằng kia. Xin Thái Hậu, xin Thái Hậu đừng đuổi ra đằng kia. Đằng này sợ đằng kia. Vậy thì đuổi ra đằng đó. Xin Thái Hậu, xin Thái Hậu đừng đuổi ra đằng đó. Đằng này cũng sợ đằng đó. Vậy thì đuổi. Xin Thái Hậu, đuổi đi đâu cũng được, miễn đừng có chiêu đằng. Đuổi ra xà đăng. Không có chiêu đằng được. Tạ ơn Thái Hậu. Đồ ngu, xà đăng là đằng xa đó. Thái Hậu gạt ta. Buông ra, buông ta 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 ra. Mất vui, lui cung. Nam Phi tham kiến Tây Phi. Muội muội. Tỷ tỷ. Nam Phi, ta đợi muội lâu lắm rồi, sao bây giờ mới vào thăm ta chứ hả? Tỷ đợi muội. Tỷ tỷ à, bộ trong đây ăn uống kiêng khem dữ lắm hay sao mà bây giờ tỷ tỷ nhìn ốm o gầy mòn đến như vậy? Ta khổ lắm Nam Phi à. Mà sao muội vẫn bóng hay vậy? Nam Phi, dù cực dù khổ như thế nào thì ta vẫn là phi tần của hoàng thượng, vẫn là Tây Phi, phải ráng chăm cho nhan sắc mình chứ. Muội, Nam Phi của ta, bây giờ muội là phi tần được hoàng thượng sủng ái nhất. Ta may mắn khi có tỷ muội tốt là muội. Bây giờ muội đi nói với hoàng thượng, thả ta ra đi. Ta mệt quá, ta mệt lắm, ở trong này cực khổ ta chịu. Tỷ mệt hả? Chứ ta mệt rồi. Muội, hôm nay bây giờ ta như thế này, muội cũng đối xử với ta tàn tệ như vậy sao? Muội đối xử với tỷ tàn tệ à? Đâu có, ta học theo cách của tỷ tỷ mà. Phải động thủ trước khi nó cho mình động thổ. Nam Phi, muội nói gì ta không hiểu hết trơn. Tỷ không hiểu à? Ta cũng thực sự không hiểu. Ta không hiểu tại sao hoàng thượng có thể biết ta và Phúc Thuận tướng quân có mặt ở đó. Ta không hiểu tại sao dưới gối của ta lại có một hình nhân. Và ta càng không hiểu cái hình nhân đó tại sao lại tới cung Thái. Muội làm sao vậy? Lúc mà muội vào đây ta mừng rỡ lắm. Ta nghĩ là muội vào đây muội thương ta, là muội thăm ta. Mà vào đây muội trách cứ đủ điều, muội chất vấn đủ thứ. Ta không hiểu muội nói gì hết. Muội cứ vòng vo như vậy. Rốt cuộc là mày muốn cái gì? Ơn giời, tỷ tỷ của tôi đây rồi. Đây mới là tỷ tỷ. Tỷ tỷ không hề ngây ngô ngờ nghệch như cái vẻ bên ngoài của mình. Đúng không Tây Phi? Nam Phi, không bằng không cớ, đừng hòng mà bắt tội ta. Còn cái miệng ngươi mà lẻo mép, ta thưa chuyện này là Thái Hậu và Hoàng thượng, coi chừng cái đầu của ngươi đó. Tỷ tỷ à, tỷ quá lời rồi. Ngươi đâu? Đừng, đừng. Mày biết từ khi nào? Biết từ khi nào không quan trọng. Quan trọng là bây giờ mày đang ở lãnh cung. Trời ơi, mày đang ở lãnh cung đó hả? Ôi trời ơi, sung sướng đến nỗi quên mất không nhận ra. Nam Phi, muội quên rồi, cha của ta là công thần đại quốc. Ta vào đây cũng như là đi chơi, đi nghỉ dưỡng, đi phượt nhẹ vậy thôi. Khi nào thích thì ra, có gì đâu. Mà ta nói muội nghe, ta ra đó rồi á, chắc chắn là nhớ và thăm muội đầu tiên. Mà ta dặn dò muội nè, ta đi ra ngoài rồi đó, muội cẩn thận nha. Tây Phi, nghỉ dưỡng vui vẻ. Phiền Nam Phi bận lòng rồi. Con người của ngươi thì ta để cho ngươi xử lý.
gì đó. Con nhà ngươi, đừng đâu, nhà ngươi, đừng đâu. Ăn không được, ta phá cho hồi. Nam Phi. Nam Phi, liệu làm cách này có ổn không? Nam Phi cẩn thận nha. Ê, cẩn thận, cẩn thận. Cẩn thận đó nha. Nam Phi cẩn thận nha, có chuyện té đó. À, tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng. Tham kiến hoàng thượng, tham kiến Đông Phi. Nam Phi. Chân trời đó anh xin mai đi bên người gần kia đôi ta không phải mờ lời hứa. Tình yêu của đôi ta sẽ mãi không bao giờ phai. Trời gió có bao la cũng mỉm cười với ta. Ngàn mây lầm lối đưa đôi ta đến thiên đường, chỉ có hoa tươi bên đời tình say. Không hiểu sao dạo này trong hậu cung lại có nhiều chim bồ câu tới như vậy. Hả? Đây là chim bồ câu à? Dạ không, đây là chim cút. Vậy mà ta tưởng là con gà ác chứ. Hoàng thượng, nó chín rồi nè, để tần thiếp coi còn nóng không nha chưa. Ô hoàng thượng ơi, cái trứng cút đâu? Thật sự, trứng cút người ta lấy hết trơn rồi. Hoàng thượng ơi, da giòn thịt mềm, thật là ngon chứ hoàng thượng, đúng không tỷ? Ngon ơi là ngon. Con này ngon lắm hoàng thượng. Thái giám. Dạ. Còn con nào không? Dạ còn. Còn một con. Nhưng con này nó khác đen thui. Nó còn đen hơn cả con chim của Đông Phi nữa. Thôi cũng được. Nam Phi à, trống điểm canh ba rồi. Chắc là hoàng thượng người sẽ không tới đâu. Uổng công người chuẩn bị rồi. Người đi nghỉ sớm đi. Ta nghĩ nhất định hoàng thượng sẽ tới mà. Ta muốn đợi hoàng thượng thêm một lát nữa. Nam Phi à, người đừng tự lừa dối mình nữa. Cả cái hoàng cung này ai cũng biết người đang bị thất sủng. Hoàng thượng đang ghẻ lạnh người. Người còn chờ đợi đến bao lâu nữa? Hoàng thượng không tới đâu. Nam Phi. Đêm tương tư dưới trăng, hoa lặng đung đưa trong gió. Liêu buồn trên sông ngắm trăng. Chưa ai kể sông đã vội cầm tương tư viết lên ngàn nỗi nhớ nhung mộng thành xuân đã trao ai nên yêu thương lãng quên liễu xưa đã vùi trong sương bóng trăng mây uốn che mờ ngoảnh lại bên ta có chăng cô đơn chung tràn trên khóe mi vì ai...
Nam Phi, người đứng đây đã khá lâu rồi, đừng cố gắng nữa. Hoàng thượng nói rằng người không muốn gặp người. Hãy giữ gìn sức khỏe, sức khỏe là quan trọng nhất. Phi, người có sao không? Sao lại tự hành hạ bản thân mình như vậy chứ? Người đâu? Người đâu? Nam Phi, Nam Phi. Hoàng thượng, thần kiến hoàng thượng. Nam Phi, Nam Phi, này có sao không? Mau truyền người. Hoàng thượng, cuối cùng thì người cũng không thể nào tránh mặt thần thiếp được nữa rồi. Thần thiếp có chuyện muốn nói với người. Nè, hoàng thượng, nàng có gì muốn nói thì cứ nói. Khởi bẩm hoàng thượng, đầu tiên thần thiếp xin khẳng định là giữa thần thiếp và Phúc Thuận tướng quân hoàn toàn trong sáng, không có chuyện gì xảy ra. Phải, giữa ta và Nam Phi chưa bao giờ có tình cảm với nhau. Nhưng ta thắc mắc, tại sao Nam Phi lại mời ta đến Nam Cung để làm gì? Bởi vì ta cũng có một thắc mắc. Khởi bẩm hoàng thượng, chuyện là thở nhỏ, thần thiếp có một người bạn. Ngay trong lúc thần thiếp gặp hoạn nạn, không ai bên cạnh, thì người đó đã ở bên thần thiếp, an ủi, chia sẻ. Thần thiếp coi người đó là tri kỷ của mình. Tri kỷ của thần thiếp đã tặng cho thần thiếp một miếng ngọc bội. Và sau này, khi gặp Phúc Thuận tướng quân, thì Phúc Thuận tướng quân lại có một miếng ngọc bội y hệt như miếng ngọc bội của thần thiếp. Đó là lý do thần thiếp đã mời Phúc Thuận tướng quân tới Nam Cung để hỏi cho rõ ngọn ngành mọi chuyện, thưa hoàng thượng. Hoàng thượng, vì mục đích nàng tiến cung là vì yêu trẫm hay là vì muốn tìm người bạn tri kỷ năm xưa? Hoàng thượng, tới giờ phút này người vẫn còn nghi ngờ tình cảm của thần thiếp dành cho người hay sao? Nếu như thần thiếp muốn tìm tri kỷ của mình thì thần thiếp vẫn có thể làm một nô tỳ đi tìm tri kỷ của mình, chứ không cần phải đánh đổi cả tính mạng của mình để tranh sủng, để tranh giành cái sự yêu thương của hoàng thượng. Hoàng thượng, Phúc Thuận tướng quân, hoàng thượng, tất cả những nỗi lòng của thần thiếp đã nói hết rồi. Còn trong lòng người nghĩ như thế nào thì tùy người định đoạt. Thần thiếp xin phép cáo lui. Tiểu nô tỳ. Tiểu nô tỳ. Tìm yêu của người ta sẽ mãi không bao giờ phai, vì nơi trái tim em ngàn đời chẳng đổi thay. Và chân trời đó anh xin mãi đi bên người, ngàn kiếp đôi ta không phải mơ. Hoàng thượng, hoàng thượng, nói vậy người chính là... Đúng, chính là trẫm. Chuyến đi lần này lành ít dữ nhiều, ta rất lo lắng cho đệ. Đây là miếng ngọc bội may mắn của ta, ta giao nó lại cho đệ. Nhưng đệ phải hứa chiến thắng trở về và mang trả miếng ngọc bội này lại cho ta. Nhớ, chiến thắng trở về. Tuân lệnh.
Đúng, chính là Trẫm. Hoàng thượng, ta không ngờ ta và nàng lại có ngày nên duyên phu thê. Ta đã hiểu được tấm chân tình của nàng. Nàng vất vả vì ta nhiều rồi. Kể từ nay, nàng sẽ trở thành hoàng quý phi của Trẫm. Đa tạ hoàng thượng. Tạm miễn lễ, hoàng quý phi. Trời ơi là trời, cái con mẹ Thùng Phi đâu mất tiêu rồi. Đầu phim tới cuối phim cứ kêu ở đây vui lắm, ở đây vui lắm. Vô trong đây không thấy con mẹ đâu, không có ai bán đồ ăn giặt gì hết. Điều Hiếu có một mình. Trời ơi tức quá. Ở đây cho tới bao giờ nữa chứ. Thiệt luôn á, quyết tâm trộn một cái màu son thiệt độc đáo. Sau này ra khỏi lãnh cung rồi, ta sẽ bán son trộn. Ta sẽ có tiền, ta khôi phục lại vị trí của mình trong lòng hoàng thượng, khôi phục lại vị trí của mình trong hoàng cung này. Trời ơi, tôi sẽ trở thành gương mặt đại diện của một hãng son nổi tiếng toàn thế giới. Có ai không? Có ai kêu tôi làm quảng cáo son không? Trời ơi, tim Tây Phi điểm danh đi. Tôi sẽ lại ở trong lòng hoàng thượng một lần nữa. Tôi sẽ lại trở thành Tây Phi được mọi người yêu mến. Trời ơi.